Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Phẫu thuật thì không cần ngươi làm, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? A Cửu tức giận nói, dưới cái nhìn của nàng, chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, giúp người ta một chuyện thì có gì lớn chứ? Thật ra thì, đang nhìn cảng, cho dù là Trần gia hay Hạ gia thì cũng đều là đại gia tộc, mặc dù bề ngoài, bọn hắn không phải gia tộc giàu nhất, hình như so ra đều kém nhà giàu nhất kia. Nhưng trên thực tế, nội tình của những đại gia tộc bọn hắn không kém nửa phần nào. Hạ thần y, ngươi không muốn chúng ta thực hiện phẫu thuật ở bệnh viện y nhân các này sao? Trần Long nhịn không được hỏi, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Đúng vậy, Hạ thần y, ngươi có thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân hay không? Hạ Nhã nhìn Hạ Thiên, nói thật, bệnh viện trong nước, chân chính có thể làm cho chúng ta tin tưởng sẽ 100% bảo mật, cũng chỉ có bệnh viện của các ngươi. Dù sao những bệnh viện khác vẫn có khả năng tiết lộ tin tức ra ngoài. Thật ra thì không có người nào có thể bảo mật 100%. Hạ Thiên uể oải nói, ngay cả ta cũng không cách nào giữ bí mật 100% đâu, ví dụ như chân dài muội muội chỉ cần dỗ dành ta thì hơn phân nửa ta biết gì cũng sẽ nói cho nàng, đương nhiên, nàng chắc chắn không có hứng thú đối với chuyện của các ngươi. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi cũng biết, thật ra không ai có thể giữ bí mật tuyệt đối. A Cửu rất muốn đánh Hạ Thiên một trận. Cái tên khốn kiếp này nói tào lao gì vậy, ai nghe hiểu được? Ai biết chân dài muội muội trong miệng hắn đến cùng là ai? Vậy, Hạ thần y, vậy ý của ngươi thì chúng ta nên làm như thế nào? Trần Long đúng là không thể nghe hiểu được, nhưng kết luận cuối cùng của Hạ Thiên thì hắn vẫn hiểu. Trên thực tế, thật ra hắn còn thật tán thành kết luận này, bởi vì trên lý thuyết thì đúng là không ai có thể giữ bí mật tuyệt đối. Rất đơn giản, ta thấy các ngươi cùng nhau sinh đứa bé là được, không cần phải phẫu thuật. Hạ Thiên thuận miệng nói ra, các ngươi ngủ chung với nhau mấy đêm là được. Ngươi nói mò cái gì vậy? A Cửu hơi tức giận nói. Hạ thần y, Nhã Nhã nàng. Trần Long đang muốn nói cái gì thì lại bị Hạ Thiên đánh gãy. Được rồi, ta biết ý của ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự thích nàng, đúng không? Hạ Thiên nhìn Trần Long, uể oải hỏi. Đúng vậy, ta thích Nhã Nhã, Nhã Nhã cũng biết chuyện này, nhưng nàng cũng không có cách nào. Trần Long bất đắc dĩ nói. Hắn thật sự rất thích Hạ Nhã, cũng chính vì vậy nên hắn mới có thể tiếp nhận phương thức giả vờ đi cùng với nàng, kết hôn, dùng phẫu thuật để sinh con, sau đó cứ như vậy sống hết đời này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật ra thì ngươi cũng thích hắn, đúng không? Hạ Thiên lại nhìn Hạ Nhã, chỉ có điều, ngươi đối với nam nhân có một loại bài xích, thậm chí là nắm tay với nam nhân cũng sẽ không thoải mái. Nhưng khi ở cùng với nữ nhân... Cho dù là hôn hay làm gì thì cũng không sao, cuối cùng ngươi lựa chọn thích nữ nhân, không sai chứ? Vâng, đúng là như vậy. Hạ Nhã ngẩn ngơ, thật ra thì ta và A Long đã quen nhau rất lâu, thậm chí có thể nói là thanh mai trúc mã, khi còn bé ta còn từng nghĩ mình sẽ gả cho A Long, nếu như ta có thể không dùng thủ thuật mà vẫn có thể sinh cho A Long một đứa bé, ta thật không ngại, nhưng ta thật sự không làm được. Không, ngươi có thể làm được. Hạ Thiên cười một tiếng, ta chính là thần y đệ nhất thiên hạ. Không có chuyện nào mà ta không làm được, cho dù ngươi là thật đồng tính luyến ái, ta cũng có thể làm cho các ngươi ngủ cùng nhau, huống chi ngươi còn không phải thật. Cái gì? Hạ Nhã khẽ giật mình, Hạ thần y, ngươi nói ta không bị đồng tính luyến ái. Này, Hạ thần y, ngươi nói thật chứ? Trần Long cũng hơi khó có thể tin, A Cửu không nói gì, nhưng cũng một mặt hoài nghi nhìn Hạ Thiên, tên khốn kiếp này sẽ không phải là loại lừa gạt người khác chứ? Đương nhiên là thật. Ta chính là thần y đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên nhìn Hạ Nhã, ngươi chỉ là có bệnh, bởi vì loại bệnh này dẫn đến ngươi bài xích nam nhân. Trên người nam nhân có kích thích tố làm cho ngươi hoàn toàn không thích ứng được. Cái này giải thích sẽ tương đối phức tạp. Ta cũng lười giải thích, ta trực tiếp chữa khỏi cho ngươi, sau đó ngươi nhìn hiệu quả thì sẽ hiểu rõ. Hạ Thiên nói xong lời này thì lấy ra một cây ngân châm, nhanh chóng đâm mấy châm bằng tốc độ mắt thường khó thấy lên người Hạ Nhã. Sau đó, hắn thu hồi ngân châm. Nhìn Trần Long nói, này, ngươi ôm nàng thử một chút là biết ngay mà, hôn một chút thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Cái này, Trần Long hơi chần chờ, hắn nhìn về phía Hạ Nhã, hiển nhiên không dám tùy tiện hành động. Ta thử một chút. Hạ Nhã nửa tin nửa ngờ, vươn tay, thoáng chần chờ một chút, sau đó, nhẹ nhàng đặt ở trên tay Trần Long, lại sau đó, nhẹ nhàng nắm chặt. Này, Nhã Nhã, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào? Trần Long nhìn Hạ Nhã, trong lòng hơi bất an. Cảm giác, rất tốt. Hạ Nhã choáng váng, cũng khó có thể tin nhìn Trần Long nói, A Long, hình như,
hình như là ta đã thật không còn loại cảm giác bài xích, chán ghét kia nữa. Vậy, vậy thật tốt rồi. Trần Long vẫn còn hơi khó có thể tin. Ta nghĩ là thật. Hạ Nhã đột nhiên duyên dáng hô to một tiếng, lại là Trần Long đột nhiên bế nàng lên. Ha ha ha, quá tốt, quá tốt. Trần Long ôm Hạ Nhã xoay tròn vài vòng, sau đó mới đặt nàng xuống dưới đất. Nhã Nhã, ngươi xem, ngươi thật không sao rồi, ta ôm ngươi lâu như vậy mà cũng không sao. Đúng, không sao đâu, ta, Ngô, miệng Hạ Nhã bị chặn lại. Cửu nha đầu, có phải chúng ta cũng nên chúc mừng một chút hay không? Nhìn hai người ôm hôn nhau, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Ta và ngươi không có chuyện gì đáng chúc mừng. A Cửu tức giận nói, trong lòng lại có loại cảm giác nói không ra lời, y thuật của tên khốn kiếp này thật đúng là thần kỳ. Cửu nha đầu, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, bây giờ, ta chữa bệnh cho người ta thì phải thu phí thế nào? Hạ Thiên nghiêm túc nói, năm đó tiêu chuẩn của ta là cứu sống 100 vạn, cứu chết thu một nửa. Sau đó, ta mới đổi thành cứu sống 1.000 vạn, cứu chết giữ lại 1 vạn, hiện tại có phải ta nên đổi một tiêu chuẩn mới hay không? Ngươi muốn đổi tiêu chuẩn mới gì? A Cửu tức giận nói ra, ngươi liền không thể dứt khoát một chút, trực tiếp làm việc tốt sao? Dù sao thì ngươi cũng không thiếu tiền. Cửu nha đầu, thật ra thì ngươi nói rất có đạo lý. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bây giờ, ta có tiền như vậy, không thể tiếp tục chữa bệnh vì tiền, vậy sau này ta phải xem tâm tình chữa bệnh, tâm tình tốt thì chữa, tâm tình không tốt thì không chữa. Nhìn Trần Long và Hạ Nhã còn đang hôn nhau không dứt, Hạ Thiên mới nói ai, hai người các ngươi, bây giờ đi thuê phòng luôn đi. Thanh âm này hiển nhiên kinh động đến hai người, Trần Long và Hạ Nhã vội vàng tách ra, sau đó cùng nhau nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ thần y, không ý tứ. Trần Long vội vàng nói xin lỗi, ta nhất thời cao hứng. Không phải không có ý tứ, bây giờ các ngươi thật nên đi thuê phòng luôn đi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta thấy ngươi cũng thật đáng thương, vì nàng nhiều năm như vậy mà chưa từng ngủ với nữ nhân nào khác, hiện tại nhanh đi đền bù một chút cho chính mình đi. Hạ Nhã nhìn Trần Long, A Long, ngươi lại. Còn có, bây giờ các ngươi đi ngủ, hôm nay là có thể mang thai. Hạ Thiên còn nói thêm, thế nhưng, Hạ thần y, Trần Long hiển nhiên rất động tâm, nhưng bỏ khách nhân ở nơi này cũng không tốt. Không cần cảm thấy ném chúng ta ở đây không tốt, thật ra thì ta cũng muốn ở riêng với cửu nha đầu nhà chúng ta. Hạ Thiên lại mở miệng nói, vậy, tốt, Hạ thần y, ta và Nhã Nhã sẽ không quấy rầy các ngươi. Trần Long rốt cục làm ra quyết định, lần sau ta sẽ đến bệnh viện y nhân các thăm hỏi các ngươi. Dừng một chút. Trần Long lại nói ra, Hạ thần y, A Cửu tiểu thư, các ngươi cứ tùy ý ở đây, ta sẽ bàn giao xuống dưới, phục vụ sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của các ngươi. Trần tiên sinh, các ngươi đi làm việc, không cần phải để ý đến chúng ta. A Cửu nói đến đây đột nhiên cảm thấy không đúng, lúc này, nói những chữ đó hình như không quá phù hợp. A Cửu tiểu thư, ngươi và Hạ thần y cứ từ từ hưởng thụ thế giới của hai người. Sắc mặt Hạ Nhã đỏ lên, nhẹ nhàng cười nói. Trần Long và Hạ Nhã rời khỏi phòng, sau đó, nơi này thật chỉ còn lại Hạ Thiên và A Cửu. Tại sao hôm nay ngươi lại đột nhiên làm chuyện tốt vậy? A Cửu nhìn Hạ Thiên, luôn cảm thấy hôm nay cái tên này không bình thường, loại chuyện lợi người không lợi mình này, hình như tên khốn kiếp này rất ít làm. Mỗi ngày ta đều làm việc tốt, vẻ mặt Hạ Thiên rất thành thật, trước kia, mỗi ngày ta đều chơi với vợ, làm cho bọn họ vui vẻ, đây chính là chuyện tốt nhất trên thế giới. A Cửu quyết định không nói đề tài này với Hạ Thiên nữa, hoàn toàn không cách nào nói tiếp được. Cửu nha đầu, thật ra thì bây giờ ta cũng đang làm việc tốt, ta đang chơi với ngươi đấy. Hạ Thiên cười một tiếng, sau đó hai tay ôm lấy A Cửu, đặt ở trên đùi hắn. Thả ta ra, A Cửu cố gắng giãy giụa, trước đó có người ngoài ở đây nên nàng còn cho tên khốn kiếp này chút mặt mũi. Hiện tại không có ai, nàng đương nhiên sẽ không để tên khốn kiếp này muốn làm gì thì làm. Cửu nha đầu, quả nhiên là ngươi chưa ăn cơm, sức lực nhỏ như vậy. Hạ Thiên cười nói. Công lực của tên khốn kiếp này khôi phục lại từ khi nào vậy? A Cửu nghiến răng nghiến lợi. Trước đó, khi ở thành phố Quế, công lực của nàng còn mạnh hơn Hạ Thiên, mặc dù không đánh lại hắn nhưng muốn tránh thoát hắn ôm lại rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện, mình giãy giụa đã hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Ta tìm vài người vợ, đương nhiên sẽ khôi phục công lực. Hạ Thiên uể oải nói, cửu nha đầu, người có muốn để cho công lực của mình càng cao một chút hay không? Thật ra thì ta có thể giúp ngươi. Không muốn, A Cửu tức giận nói, thật ra thì nàng vẫn muốn, nhưng nàng dám khẳng định,
nếu như nàng muốn để công lực mạnh lên, tên khốn kiếp này chắc chắn sẽ thừa cơ ra điều kiện. Cửu nha đầu, người thật sự là một chút lòng tiến thủ cũng không có. Hạ Thiên lắc đầu cảm khái, nha đầu Thanh Thanh kia cố gắng mười mấy năm cũng chỉ vì muốn biến thành vợ bé của ta, còn có nha đầu Bối Bối kia cũng đang cố gắng, nàng cuối cùng cũng làm cho dáng người của mình biến thành rất khá. Nhưng vì sao ngươi lại không biết cố gắng một chút chứ? Nếu ngươi cố gắng một chút là có thể từ nha hoàn thăng cấp lên vợ bé rồi. Ta không phải nha hoàn của ngươi, ta cũng không muốn thăng cấp thành vợ bé gì hết. A Cửu hung hăng trừng mắt Hạ Thiên, ngươi nhanh thả ta ra. Thật sự là không có ý chí. Hạ Thiên tự lẩm bẩm, được thôi, vậy ta sẽ buông ngươi ra. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, đánh gãy mùa hè, hơn nữa, tiếng gõ cửa này rất mạnh. Hiển nhiên không giống như tiếng đập cửa của nhân viên phục vụ. Mà một giây sau, cửa trực tiếp bị một chân đá văng. Một đám người xuất hiện ở cửa ra vào, mà đi ở phía trước nhất chính là hai nam nhân trẻ tuổi, cả hai người đều hơn 20 tuổi, dáng dấp cũng tạm được, ít nhất không xấu, sau lưng hai người bọn hắn thì có nam có nữ, còn có mấy nhân vật nhìn qua rõ ràng là vệ sĩ. Ở cuối cùng đám người, chính là hai nữ nhân viên phục vụ đi vào trước đó, lúc này cũng ở đây. Nhưng hai nàng bị mấy vệ sĩ kia ngăn cản, không cách nào đi vào. Có ý tứ, nói nơi này có khách quý, còn nói là khách quý Trần Long tự mình chiêu đãi, bây giờ thật tốt, Trần Long lại không có ở đây. Người nói chuyện chính là một trong hai nam nhân đứng ở trước nhất. Hai người kia cũng có thể xem là khôi ngô tuấn tú, ánh mắt nhìn qua hơi hung ác, xem ra, vị Trần công tử kia của chúng ta là quyết tâm cố ý không nể mặt ta. Nam tử khôi ngô vừa nói vừa đi vào trong. Sau đó nhìn nam nhân đi vào với hắn một chút, lục ra, Trần Long không nể mặt ta cũng không sao, nhưng ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho, chuyện này thật sự không thể nào nói nổi, hay chúng ta ở đây chờ hắn tới đi. Nam nhân được gọi là lục ra khẽ gật đầu, Hồng Thiếu, ngươi là chủ, ta là khách, ngươi cứ quyết định đi. Như vậy, mời lục ra ngồi xuống, nam tử anh Tuấn Hồng Thiếu kia làm ra tư thế mời. Mà lục ra đó cũng không khách khí, trực tiếp đi về phía bàn lớn. Nhưng đúng lúc này, bọn hắn nghe thấy trong phòng vang lên giọng nói của một nam nhân. Cửu nha đầu, có phải là ngươi nên ra tay hay không? Ngươi là nha hoàn, loại chuyện này phải do ngươi làm mới đúng. Giọng nói của nam nhân mang theo chút mê hoặc, ta không phải nha hoàn của ngươi. Giọng của nữ nhân rất êm tai, rõ ràng còn có chút không vui. Được rồi, xem như ta tốt bụng vì vừa mới ôm ngươi, ta sẽ tạm thời thăng cấp ngươi thành bạn gái của ta. Nam nhân bắt đầu thỏa hiệp. Ngươi thả ta ra trước đã, nữ nhân hơi tức giận. Ngươi đã là bạn gái của ta, tại sao ta phải thả ra ngươi ra? Nam nhân nói rất vô tội, ta không phải bạn gái của ngươi, nữ nhân kia càng buồn bực hơn. Cuộc đối thoại giữa hai người hấp dẫn lực chú ý của mọi người ở đây. Mà lúc này, mọi người đã thấy rõ bộ dáng của nữ nhân kia, bất luận là Hồng Thiếu hay Lục gia kia thì ánh mắt rõ ràng đều biến đổi. Hiển nhiên, dung mạo của A Cửu đã vượt qua dự đoán của bọn hắn. Vừa bắt đầu, bọn hắn vốn cho rằng chỉ là một nữ nhân bình thường. Cửu nha đầu, ngươi không làm bạn gái chỉ muốn làm nha hoàn, vậy ngươi đi đuổi những tên ngu ngốc kia đi. Hạ Thiên đặt A Cửu từ trên đùi xuống. Đi thì đi, A Cửu hơi tức giận, đây là loại người gì vậy, không làm bạn gái của hắn thì hắn sẽ mặc kệ tất cả sao. A Cửu đứng lên, sau đó nhìn Hồng Thiếu và Lục gia kia, trong âm thanh rõ ràng có chút lạnh lẽo, các ngươi muốn tự đi ra ngoài hay L đợi ta đuổi các ngươi ra ngoài. Đuổi chúng ta ra ngoài. Hồng Thiếu hơi ngẩn người, giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, cười lên ha hả, có ý tứ, vị mỹ nữ kia, cho dù Trần Long tới đây, ở trên địa bàn của hắn thì hắn vẫn không có bản lãnh đuổi ta ra ngoài. Về phần ngươi, nhìn dung mạo của ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta còn thực sự nghĩ không ra ngươi là ai, ngươi có tư cách gì đuổi ta ra ngoài. Ý của vị Hồng Thiếu đó rất rõ ràng, ở thành phố Vọng Cảng này, dáng dấp xinh đẹp như A Cửu mà hắn lại không biết. Vậy khẳng định không phải người có thân phận. Thật ra thì theo lý thuyết, A Cửu cũng rất nổi tiếng ở thành phố Vọng Cảng, chỉ có điều, vị Hồng Thiếu kia tuy có nhà ở Vọng Cảng, nhà họ Hồng cũng là một gia tộc lớn ở thành phố Vọng Cảng, nhưng bản thân hắn lại rất ít ở đây. Trên thực tế, từ mấy năm trước, hắn đã định cư ở nước ngoài, gần đây mới trở về. Tuy danh viện Thiên Kim ở thành phố Vọng Cảng thì hắn đều đã điều tra, hiểu rõ đại khái. Đáng tiếc trong tư liệu người ta cho hắn lại không nói tới A Cửu, vì ở trong tư liệu chỉ nhắc đến Y Tiêu Âm, mà A Cửu ở trong mắt người khác, bình thường đa số đều xuất hiện với Y Tiêu Âm, cho nên không đặc biệt nói riêng nàng. Cửu nha đầu, xem ra ngươi lăn lộn ở đây không tốt lắm,
cũng không có bao nhiêu người nhận ra ngươi. Âm thanh lười biếng của Hạ Thiên vang lên. Ngươi nói giống như ngươi rất nổi tiếng không bằng, ngươi xem thử có ai nhận ra ngươi hay không. A Cửu quay đầu liếc mắt Hạ Thiên một cái. Bọn hắn không biết ta cũng không sao, nhưng chắc chắn biết vợ của ta. Bộ dáng của Hạ Thiên chẳng thèm để ý. Vị tiểu huynh đệ này, xem ra vợ của ngươi rất nổi tiếng. Vị Lục gia kia lại nhìn về phía Hạ Thiên, không chút hoang mang hỏi. Đầu tiên, thật ra thì ta không nhỏ, tiếp theo, ta cũng không phải huynh đệ của ngươi. Hạ Thiên nhìn vị Lục gia đó, vợ của ta đương nhiên rất nổi tiếng, đáng tiếc danh khí của nha hoàn nhà ta lại hơi kém một chút. Hạ Thiên nhìn về phía A Cửu, thúc giục, Cửu nha đầu, ngươi có thể trực tiếp đuổi bọn ngu ngốc này ra ngoài hay không? Dáng vẻ của bọn hắn xấu như thế sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống của ta. Người trẻ tuổi, người muốn chết sao? Người nói ai xấu đấy? Người đang mắng ai đấy? Mẹ nó, có phải con hàng này muốn ăn đòn hay không? Một đám người nhao nhao mắng lên, hiển nhiên, một câu vừa rồi của Hạ Thiên, lại đắc tội với tất cả mọi người, cho dù là Hồng Thiếu hay Lục gia kia, hoặc đồng bạn và vệ sĩ của bọn hắn mang tới đều bị Hạ Thiên mắng. Hơn nữa, còn bị Hạ Thiên ghét bỏ xấu xí. Nam nhân bị nói xấu thật ra còn là. Thật ra thì khá tốt, nhưng mấy nữ nhân đi với bọn hắn thì càng không nhịn được. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Một âm thanh cao lãnh phát ra từ miệng của A Cửu, nàng dùng đôi mắt đẹp lạnh lùng quét qua đám người một chút. Ta nói một lần cuối cùng, đây là phòng của chúng ta ăn cơm ở đây, ta không quan tâm các ngươi là ai, lập tức cút ra ngoài cho ta. Mỹ nữ, chúng ta thật sự không có ý định ra ngoài. Nếu ngươi muốn ở lại đây thì cũng được, dù sao dung mạo của ngươi xinh đẹp như thế, ta sẽ không để ý cho ngươi tạm thời đi theo ta ăn. Ách, vị Hồng Thiếu kia vừa nói chuyện, ánh mắt vừa đảo từ trên xuống dưới trên người A Cửu. Sau đó, lời còn chưa dứt thì đã hét thảm một tiếng. A Cửu đá một cước vào bụng Hồng Thiếu, trực tiếp đạp hắn bay ra khỏi cửa, đồng thời còn đụng ngã mấy người đứng ở cửa. Thật ra thì tính tình của A Cửu vốn đã không tốt, mấy ngày nay, còn bị Hạ Thiên khi dễ. Đang tìm không thấy chỗ xả giận. Bây giờ, nàng gặp được mấy người không biết điều như thế cho nên dứt khoát, thuận tay dùng những người này xả cơn tức. Không phải sao, sau khi dùng một cước đá bay Hồng Thiếu kia, A Cửu dứt khoát không thèm nói nhảm, lại liên hoàn đá tất cả mọi người ra khỏi phòng khách, ngay cả mấy nữ nhân kia nàng cũng không bỏ qua. Đau quá! Tại sao lại đá ta? Ai đá ta? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm vang lên không dứt. Mười mấy người đều quẳng ở trên mặt đất bên ngoài, trong lúc nhất thời đều không đứng dậy được. Thật ra, lúc này ở bên ngoài vẫn còn có người đứng, chính là hai nhân viên phục vụ xinh đẹp kia. Mà lúc này, các nàng đang trợn mắt há hốc mồm nhìn A Cửu, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ vị đại mỹ nữ kia còn là cao thủ. Làm phiền các ngươi xuống phòng bếp thúc họ một chút, mau chóng mang thức ăn lên cho chúng ta. A Cửu nhìn về phía kia hai nhân viên phục vụ, bình tĩnh nói. Vâng, Cửu tiểu thư. Chúng ta sẽ lập tức đi mang thức ăn lên. Hai nhân viên phục vụ rất nhanh kịp phản ứng, lên tiếng, sau đó vội vàng xoay người rời khỏi. A Cửu thì quay người đi thẳng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hiển nhiên không muốn tiếp tục ngồi chung cùng một ghế salon với Hạ Thiên. Cửu nha đầu, người thật hình như hơi bạo lực, thật ra thì, nữ hài tử vẫn nên thục nữ một chút sẽ tốt hơn. Hạ Thiên đứng dậy ngồi ở bên cạnh bàn. A Cửu trợn mắt nhìn Hạ Thiên, tên khốn kiếp này còn có mặt mũi nói người khác bạo lực à. Còn có, nói cái gì nữ hài tử thục nữ một chút thì sẽ tốt hơn, trong những nữ nhân kia của hắn có mấy người là thục nữ. Muội muội chân dài mà hắn cả ngày nhớ mãi không quên gì đó, muốn bao nhiêu bạo lực thì có bấy nhiêu bạo lực. Năm đó, ngay cả hắn cũng bị dọa đến vọng cảng mai danh ẩn tích, không phải do nữ nhân bạo lực đó thì tiểu thư nàng nhà cũng sẽ không bị tên khốn kiếp này làm bậy. Thần tiên tỷ tỷ rất thục nữ. Lúc này, Hạ Thiên lại nói một câu. A Cửu nhất thời im lặng. Nữ nhân bị Hạ Thiên gọi là thần tiên tỷ tỷ, nhìn qua thật rất thục nữ, bất luận dung mạo hay phong độ, bất luận lời nói hay thần thái đều là tiên nữ chân chính. Ngươi không thể ngồi xa một chút sao? A Cửu trừng mắt Hạ Thiên, cái bàn rất lớn, trên lý thuyết có thể ngồi 20 người, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại ngồi sát bên cạnh nàng. Ngồi quá xa làm sao ngươi gắp thức ăn giúp ta được? Hạ Thiên hỏi rất nghiêm túc. Ta có từng nói là sẽ gắp thức ăn giúp ngươi sao? A Cửu muốn sụp đổ. Tên khốn kiếp này cũng quá tự luyến rồi. Nhưng người thân là nha hoàn đương nhiên phải gắp thức ăn cho ta. Bộ dáng của Hạ Thiên rất nghiêm túc, ngươi có muốn ăn hay không? A Cửu hừ nhẹ một tiếng, nàng sẽ không gắp thức ăn cho tên khốn kiếp đó đâu. Mấy phút sau, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên,
mà Hồng Thiếu và Lục Gia kia thì giống như đã rời khỏi, tóm lại không có ai tiếp tục tới quấy rầy. Buổi cơm trưa lần này có thể nói là rất phong phú, dù sao thì trong mấy phút ngắn ngủi, đồ ăn đã bày kín bàn lớn, mà có thể thấy đồ ăn vẫn còn chưa lên xong. Đến đây, cửu nha đầu, để ta gắp thức ăn cho ngươi. Hạ Thiên lại chủ động bắt đầu gắp thức ăn cho A Cửu, ta quyết định lần nữa tạm thời thăng cấp ngươi thành bạn gái. Này, ngươi tự ăn mình là được, A Cửu không muốn làm bạn gái của Hạ Thiên, còn có, hắn còn nói tạm thời thăng cấp nàng thành bạn gái. Vậy khi hắn thích nữ nhân khác thì cũng tạm thời thăng cấp nàng ta lên, vậy nàng phải làm sao đây? A Cửu đột nhiên cảnh giác, nàng cảm thấy đây thật đúng là có khả năng. Được rồi, không suy nghĩ nữa, ăn trước cái đã. A Cửu lắc đầu, nàng thật sự hơi đói nên quyết định ăn nhiều một chút. Như vậy, nếu có thể liều mạng với Hạ Thiên thì tốt xấu vẫn sẽ có sức đánh trả. Bây giờ, dù sao nàng cũng là cao thủ, tuy đánh không lại Hạ Thiên khốn kiếp này, nhưng thời khắc mấu chốt, nếu nàng muốn chạy thì chắc có thể chạy trốn được. Sau một giờ, hai nhân viên phục vụ trong phòng đã kinh ngạc đến ngây người. Các nàng mang lên rất nhiều đồ ăn, ban đầu các nàng cảm thấy phần lớn những thức ăn đó đều sẽ bị lãng phí hết, mà các nàng đối với chuyện này cũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng bây giờ, các nàng lại phát hiện, mỗi dĩa đồ ăn trên bàn đều bị ăn sạch sẽ. Hạ Thần Y, Cửu tiểu thư, xin hỏi các ngươi còn muốn ăn chút gì nữa không? Lúc này, một nhân viên phục vụ hơi bất an hỏi, vì trên thực tế, dựa theo an bài thì đồ ăn đã lên xong. Rất tốt, quả nhiên các ngươi vẫn còn ở đây. Lúc này, một âm thanh từ ngoài cửa truyền vào, theo câu nói này, vị Hồng Thiếu kia lại đi vào từ ngoài cửa. Không chỉ là vị Hồng Thiếu kia, mà còn có vị của Lục gia trước đó. Hơn nữa, đám người xuất hiện với bọn hắn lúc trước, chính là những nam nữ bị A Cửu đánh một trận kia đều lần nữa xuất hiện ở cửa phòng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đến lấy lại danh dự. Mà nếu muốn tới lấy lại thể diện, vậy khẳng định là tìm người đến, không phải sao, lần này, đúng là thêm một người, một nam nhân trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi. Vóc dáng rất cao, hơi gầy, mặc đồ tây, dày da, nhìn qua không có gì đặc biệt. Huynh đệ, chính là hai người bọn hắn. Ỷ có chút bản lĩnh nên muốn làm gì thì làm, việc này ngươi có thể làm chủ cho chúng ta được chứ? Hồng Thiếu nhìn thanh niên cao gầy, có chút hưng phấn hỏi. Không có vấn đề, thanh niên cao gầy kia nhìn về phía Hạ Thiên và A Cửu. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thì sắc mặt rất bình thường, nhưng khi hắn nhìn thấy A Cửu thì vẻ mặt đột nhiên ngốc trệ, sau đó, hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Thật ra thì, mặc dù A Cửu xinh đẹp, nhưng dưới tình huống bình thường vẫn không đến mức làm cho nam nhân lập tức nhìn ngốc. Mà thanh niên cao gầy đó cũng không phải ngốc trệ bởi vì mỹ mạo của A Cửu, vì một giây sau, hắn đã trực tiếp hô lên tên của A Cửu. Cửu tiểu thư, là cô, thanh niên cao gầy vội vàng đi lên phía trước hai bước. Ta quen ngươi sao? A Cửu nhìn nam nhân đó, buồn bực hỏi. Nàng thật sự không nhớ ra thanh niên cao gầy kia là ai, mà trong ấn tượng của nàng căn bản chưa từng gặp người này. Thật có lỗi, cô đương nhiên không biết ta. Nam nhân đó vội vàng nói, Cửu tiểu thư, Y Tiên tiểu thư vẫn khỏe chứ? Cô không đi chung với Y Tiên tiểu thư sao? Tiểu thư có việc, không ở Vọng Cảng, nhưng A Cửu đã xác định, người này từng gặp nàng. Đương nhiên, Y Tiên tiểu thư bận rộn nhiều việc, thật có lỗi, không biết là Cửu tiểu thư cô ở đây, đã quấy rầy cô. Thanh niên đó bắt đầu lui ra sau, hiển nhiên là muốn nhanh chóng rời khỏi. Huynh đệ, ngươi làm vậy là có ý gì? Lúc này, Hồng Thiếu kia lại không vui, cô gái này ai? Y Tiên tiểu thư gì, người nói là Y Tiêu Âm sao? Nàng có quan hệ gì với Y Tiêu Âm? Nàng là nha hoàn A Cửu của Y Tiêu Âm. Một giọng nói vang lên, người mở miệng lại là vị Lục gia kia, mà giờ khắc này, sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, hiển nhiên là đã hiểu mình chọc phải người không nên dây vào. Cái gì, nàng chính là A Cửu kia? Hồng Thiếu cũng biến sắc, mặc dù hắn rất ít ở Vọng Cảng. Nhưng hắn cũng biết có vài người không nên tùy tiện đắc tội, ví dụ như Y Tiêu Âm, vị Y Tiên này là bất kỳ kẻ nào cũng không muốn đắc tội. Không nói đến thế lực của Y Tiêu Âm, chỉ riêng y thuật của nàng, đã cứu mạng rất nhiều người, đắc tội ai cũng không nên đắc tội bác sĩ. Bởi vì đầu năm nay, ai cũng không dám đảm bảo mình sẽ không bị bệnh. Sao các ngươi còn đứng đó? Thanh niên cao gầy lập tức tức giận, các ngươi dám không tôn trọng Cửu tiểu thư, lập tức nói xin lỗi với nàng. Ta... Hồng Thiếu sững sờ, hiển nhiên hắn không ngờ nam nhân đó lại đột nhiên quát hắn. Thật có lỗi, Cửu tiểu thư, là chúng ta thất lễ. Nhưng vị Lục gia kia lại lập tức kịp phản ứng. Thật xin lỗi,
Cửu tiểu thư, quấy rầy các ngươi. Hồng thiếu cũng không ngốc, sau đó đã bắt đầu xin lỗi. Ta nói các ngươi có phiền hay không, biết quấy rầy chúng ta mà không biết trực tiếp cút sao. Âm thanh không kiên nhẫn vang lên, lại là Hạ Thiên mở miệng nói chuyện. Mẹ nó, ngươi tính là thứ gì? Hồng thiếu lập tức nổi giận, con hàng này không phải chính là dính vào nha hoàn của Y Tiêu Âm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Uỳnh! Thanh niên cao gầy đó thuận tay tát một bàn tay lên trên mặt Hồng thiếu, làm cho hắn chưa nói xong đã bị đánh. Thật xin lỗi, Cửu tiểu thư, chúng ta sẽ không tiếp tục quấy rầy cô và bạn của cô. Thanh niên cao gầy vội vàng cười với A Cửu. Cửu nha đầu không phải bằng hữu của ta, nàng là nha hoàn của ta. Hạ Thiên có chút không vui, người có chút ánh mắt hay không? Làm bạn bè với đám ngu ngốc kia thì cũng thôi đi, lại còn tưởng rằng ta là bạn bè của Cửu nha đầu. Ta không phải nha hoàn của ngươi, nhìn cũng không giống nha hoàn của ngươi, ánh mắt của người ta rất tốt. A Cửu trừng mắt Hạ Thiên, được rồi, chúng ta đều đã ăn xong rồi, đi thôi. Được, xem ra là ngươi muốn thăng cấp thành bạn gái ta. Hạ Thiên cười một tiếng, thuận tay ôm eo A Cửu, sau đó nhìn kia nam nhân đó, hỏi, ngươi thấy bây giờ Cửu nha đầu có giống bạn gái của ta không? Thanh niên kia nhất thời có chút ngây người, hiển nhiên là hắn không biết nên trả lời như thế nào. Người này rốt cuộc là ai? Chờ một chút, hắn nói A Cửu là nha hoàn của hắn, nhưng A Cửu rõ ràng là nha hoàn của Y Tiêu Âm, vậy người này? Một giây sau, sắc mặt của thanh niên cao gầy đột nhiên đại biến. Có phải ngài họ Hạ hay không? Thanh niên cao gầy hơi cả lăm, vận may của hắn sẽ không kém như vậy chứ? Xem ra ngươi vẫn không tính là quá ngu ngốc, cuối cùng đã nhớ ra ta là ai? Hạ Thiên nói xong quay đầu nhìn về phía A Cửu, Cửu nha đầu. Ngươi xem, ta vẫn rất nổi tiếng đó nha, mặc dù đã qua mười mấy năm ta không ra ngoài nhưng vẫn có rất nhiều người nhớ được ta. Không đợi A Cửu nói, Hạ Thiên lại nhìn thanh niên cao gầy kia, ngươi thấy Cửu nha đầu giống bạn gái của ta không? Giống, thanh niên đó vội vàng nói. Nàng giống bạn gái của ta, nhưng trên thực tế là nha hoàn của ta, hiểu rõ chưa? Hạ Thiên còn nói thêm, vâng, ngài nói rất đúng. Nam nhân này tiếp tục cuống quýt gật đầu. Nếu hiện tại ánh mắt của ngươi đã tốt thì ta cũng lười so đo với ngươi, ta mang theo nha hoàn xinh đẹp nhà ta về trước, ngươi đánh tên họ Hồng kém thông minh kia một trận đi. Hạ Thiên uể oải nói ra, hôm nay tâm tình của ta tốt, ngươi đánh cho hắn phải nằm bệnh viện nửa tháng là được. Vâng, chuyện này ta sẽ lập tức xử lý. Thanh niên cao gầy vội vàng gật đầu, sau đó đá một cước lên trên người Hồng thiếu kia. Những người khác thì đều trợn tròn mắt. Mẹ nó đang xảy ra chuyện gì vậy? Bọn hắn tìm người đến giúp đỡ, sao hiện tại lại rất nghe lời người ta chứ? Được rồi, Cửu nha đầu, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên biểu thị hài lòng, ôm A Cửu đi ra phía ngoài. Mà mặc dù A Cửu không vui với chuyện Hạ Thiên chiếm tiện nghi của nàng, nhưng bây giờ, vẫn cảm thấy sớm một chút rời khỏi đây mới tốt. Cho nên nàng không nói gì thêm, mặc cho Hạ Thiên ôm nàng rời khỏi. Sau lưng bọn hắn còn truyền đến tiếng kêu thảm của vị Hồng thiếu kia. Hiển nhiên, thanh niên cao gầy không dám thất lễ chút nào. Hai người đi ra khỏi nhà hàng, A Cửu nhịn không được hỏi thăm, này, người đó là ai? Không biết, Hạ Thiên thuận miệng nói. Ngươi cũng không biết người ta là ai cũng sai người ta làm việc. A Cửu tức giận nói. Cửu nha đầu, chuyện này còn phải hỏi sao? Hắn hoặc là người của thiên đạo tổ, hoặc là ám tổ, hắn nhận ra ngươi thì hiển nhiên vì vẫn luôn âm thầm chú ý ngươi, đương nhiên còn có vợ y nữa. Cũng chính vì vậy nên hắn mới biết được ta. Hạ Thiên uể oải nói, cho nên hắn cũng có thể coi là thủ hạ của ta, ta sai hắn làm việc không phải nên sao. A Cửu nhất thời không phản bác được, tên khốn kiếp này quả nhiên không ngốc, phân tích này vẫn rất đúng. Mà rất hiển nhiên, đối với Hạ Thiên thì người kia cụ thể có thân phận gì đúng là không gì quan trọng. Ở trong mắt hắn đó chỉ là một nhân vật nhỏ, không đáng quan tâm. Này, bây giờ chúng ta đi đâu? A Cửu hỏi. Về nhà. Hạ Thiên quay đầu nhìn A Cửu, Cửu nha đầu, người đần à. Ta đã nói muốn đi biệt thự của ta, biệt thự đó rất lớn, mà hình như còn có bể bơi nữa. Hạ Thiên im lặng một chút, lại nói, ta có mua cho ngươi mấy bộ đồ tắm, ngươi có thể đợi đến lúc đó mặc thử. Thứ ngươi mua là nội y, không phải đồ tắm. A Cửu tức giận nói. Ta cảm thấy nội y và đồ tắm không khác gì nhau nha, dù sao ngươi mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Hạ Thiên hiển nhiên không muốn thảo luận chi tiết về vấn đề kia. Ta không mặc cho ngươi xem đâu. Trong lòng A Cửu thầm mắng, cái tên khốn kiếp này suy nghĩ thật đẹp, lại muốn nàng mặc cái loại nội y gợi cảm đó.
Này, nếu ngươi không muốn tự mặc thì ta có thể giúp ngươi mặc. Hạ Thiên cười một tiếng, cửu nha đầu, ta cho ngươi biết, ta có thể giúp ngươi mặc quần áo, ta thường xuyên mặc áo tắm giúp vợ đại yêu tinh. A Cửu liếc mắt Hạ Thiên một cái, tên háo sắc này thích cởi quần áo của người ta hả? A Cửu không lái xe, bây giờ, nàng cũng lười đi bộ, thế là hai người gọi xe, sau đó, trên đường đi khu biệt thự Hương Tuyết Hồ. Nửa giờ sau, Hạ Thiên và A Cửu đã xuất hiện ở trước cửa một căn biệt thự. Cửu nha đầu, có phải ngươi dẫn sai đường rồi hay không? Hạ Thiên nhìn biệt thự trước mắt này, trong lòng hơi buồn bực, hắn nhớ căn biệt thự của hắn không phải như vậy. Ta không dẫn sai đường, là rất nhiều năm ngươi không tới đây. A Cửu tức giận nói, biệt thự này từng xây lại một lần, hiện tại diện tích lớn hơn, nên có chút không giống với trước kia. Kỳ quái, tại sao cửu nha đầu ngươi lại còn quen thuộc hơn ta chứ? Hạ Thiên hơi ngạc nhiên, xem ra là ngươi thầm mến ta, cho nên thường xuyên lén lút đến biệt thự của ta. A Cửu trợn mắt, tên khốn kiếp này còn là một người tự luyến điên cuồng. Cửu nha đầu, không phải ngươi còn có chìa khóa nơi này chứ? Hạ Thiên lại hỏi. Không có, nhưng có khóa vân tay, Ninh Khiết hơn phân nửa đã đưa số liệu vân tay của ngươi vào, ngươi ấn vào thử xem. A Cửu nhẹ hừ một tiếng, cũng không phải là nàng suy đoán lung tung. Thật ra thì ta rất ít vào nhà từ cổng. Hạ Thiên lẩm bẩm, hắn càng quen thuộc đi vào từ cửa sổ, nên hắn cũng có thể trực tiếp nhảy vào căn biệt thự này. Nhưng nghĩ lại, lúc này chắc vợ quỷ hẹp hòi của hắn không có trong biệt thự, cho nên, hắn vẫn quyết định vào cửa bằng đường bình thường, thuận tiện thử một chút xem thật có thể mở khóa vân tay hay không. Cửu nha đầu, khóa vân tay này dùng thế nào? Rất nhanh, Hạ Thiên đã phát hiện một vấn đề, hắn lại không biết dùng đồ chơi này. Chưa từng thấy ngươi quê mùa như vậy. Một cái khóa vân tay mà cũng không biết dùng. A Cửu không biết nói gì, vì sao người này lại không thích đuổi theo thời đại cứ. Một chút đồ vật hơi công nghệ cao một chút thì hắn sẽ không biết dùng. Cầm lên một ngón tay của Hạ Thiên, sau đó đặt vào vị trí khóa vân tay, sau đó, cửa thật sự mở. Hai người đi vào trong sân, sau đó lại mở một khóa vân tay nữa, tiến vào phòng khách. Cửu nha đầu, phòng này rất sạch sẽ, không giống như thật lâu không có người ở. Hạ Thiên thuận miệng nói. Một giây sau, Hạ Thiên đã nhíu mày, không đúng, trong biệt thự có người, chẳng lẽ lại có kẻ trộm lẻn vào. Còn chưa dứt lời, một tiếng kêu sợ hãi đã vang lên, a, kẻ trộm, có kẻ trộm. Một nữ hài tử xuất hiện ở chỗ góc cua của cầu thang, sau đó thì kêu to lên, Thạch Thuần, người mau xuống đây, trong nhà có kẻ trộm. Thạch Thuần, Hạ Thiên lẩm bẩm, sao tên này nghe quen tai như vậy nhỉ? Kẻ trộm ở đâu? Một giọng nói thanh thúy dễ nghe truyền đến, sau đó, một bóng người ưu mỹ xuất hiện ở phòng khách, các ngươi chính là kẻ trộm. Các ngươi ngay cả biệt thự của bản tiểu thư cũng dám trộm, có phải chán sống rồi không? A, hình như nhìn các ngươi rất quen mắt, đây là một nữ hài tử xinh đẹp giống như tiên nữ, mặc dù cách ăn mặc rất bình thường, áo thun phối cao bồi, nhưng phong thái của nàng vẫn lộ ra không bỏ sót, chân dài eo nhỏ, chỗ nên lớn thì rất lớn, phát triển tương đối tốt. Nếu chỉ xét dáng người, nàng lại không thua kém gì A Cửu, mà gương mặt của nàng thậm chí còn xinh đẹp hơn A Cửu vài phần, đặc biệt là loại phong độ nhẹ nhàng thoát tục trên người nàng, càng không có được mấy người. Đặc biệt là đôi mắt hết sức linh động, đương nhiên, giờ phút này, mỹ nữ linh động đó lại hơi ngốc trệ, nàng nhìn Hạ Thiên, có chút cả lăm, anh rể. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Ồ, thì ra Thuần Thuần ngươi đã trưởng thành. Hạ Thiên nhìn thiếu nữ xinh đẹp này, rất nhanh đã nhớ ra. Không chỉ vì cái tên Thạch Thuần đó, càng vì dáng vẻ của nàng giống Vân Thanh đến mấy phần. Chính là dáng người trước mắt vẫn chưa thành thục như Vân Thanh. Nhưng thật ra thì đã đủ thành thục. Những năm này, Hạ Thiên chưa từng gặp Thạch Thuần, cho nên căn bản hắn cũng không biết. Tiểu nữ hài năm đó nhìn có vẻ ốm yếu nhưng giờ đã trưởng thành thành một nữ nhân thành thục xinh đẹp như vậy. Mà hắn sẽ không ngờ sẽ gặp được nàng ở đây. Anh rể, ta đã 22 tuổi, đương nhiên phải lớn rồi. Thạch Thuần hơi không vui, người anh rể này thật sự không hề quan tâm đến nàng mà. Đương nhiên, Thạch Thuần lập tức đã nhớ lại một chuyện khác, đúng rồi, anh rể, chị hai của ta đi đâu rồi? Hình như không thấy các nàng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi với các nàng nữa chứ. Các nàng đi ra ngoài chơi, không cho ta đi theo. Hạ Thiên thuận miệng nói, hiện tại hắn trên cơ bản đối với mỗi người đều trả lời như thế, mà câu trả lời đó trên cơ bản cũng có thể xem như sự thật. Ha ha. Chắc chắn là các nàng cảm thấy anh rể ngươi quá quấn người, cho nên vứt một mình ngươi ở lại. Khuôn mặt của Thạch Thuần lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác, sau đó nhìn A Cửu,
nhưng ta nói này anh rể, sao ngươi vẫn hoa tâm như thế? Chị của ta các nàng vừa đi, ngươi đã lập tức tìm người mới. Cửu nha đầu không phải mới, là cũ. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Thật sao? Thạch Thuần nhìn A Cửu, thế nhưng, anh rể, ta nhớ chị hai từng nói với ta, ngươi không có ở chung với Y Tiểu Âm tỷ tỷ mà, chẳng lẽ trước kia ngươi đã sao 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 với nha hoàn của nàng ấy sao? Thạch Thuần, ngươi có biết nói chuyện hay không vậy? Ai sao 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 với tên khốn kiếp này? A Cửu lập tức buồn bực, hiển nhiên là nàng biết Thạch Thuần. Mà đương nhiên, Thạch Thuần cũng biết A Cửu, chỉ là quan hệ giữa hai người hình như không tốt lắm. Dù sao thì ta cũng không sao 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 với anh rể, ngươi tới đây với anh rể, chẳng lẽ không phải vì sao 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 sao? Thạch Thuần nháy mắt, A Cửu tỷ, ta cảm thấy ngươi như vậy không tốt lắm nha. Trước đây, hai người các ngươi từng biết nhau sao? Hạ Thiên nhìn Thạch Thuần một chút, lại nhìn A Cửu một chút, hơi buồn bực hỏi. Gặp nhau mấy lần nhưng không quá thân quen. Thạch Thuần cười một tiếng, đúng rồi, sao anh rể ngươi lại tới nơi này? Không phải ngươi vì muốn sao 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 với nàng nên mới đến đây đó chứ? Thạch Thuần, có tin ta đánh ngươi hay không? A Cửu có chút tức giận, sao con nhóc đó lại nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Anh rể, nàng muốn đánh ta. Thạch Thuần lập tức chạy đến bên cạnh Hạ Thiên, hai tay ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên, một bộ dáng nũng nịu, ngươi xem tính tình của nàng ấy kém như vậy, bề ngoài cũng không dễ nhìn bằng ta, hay là ngươi đừng không muốn nàng nữa. Cửu nha đầu, Thuần Thuần không nói sai, tính tình của ngươi thật quá kém. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nếu không thì ngươi sửa một chút, nghe lời đi thay đổi bộ đồ tắm đó đi. Tốt, vậy ngươi thả ta ra trước đã. A Cửu cắn răng, nàng còn đang bị Hạ Thiên ôm eo nữa. Cửu nha đầu, quả nhiên ngươi đã ngoan hơn rồi. Hạ Thiên buông ra A Cửu, sau đó, A Cửu mang theo một vài cái túi lên lầu. Còn chưa xuống tới. Mấy phút sau. Anh rể, chắc là A Cửu tỷ đã chạy mất rồi. Thạch Thuần cười hì hì nói. Ta đã biết. Hạ Thiên không quá để ý đối với chuyện đó, tối nay, ta sẽ đi bắt nàng trở lại. Bắt trở lại. Trong phòng, nữ hài tử vẫn luôn im lặng nãy giờ, vẻ mặt hơi cổ quái. Đúng rồi, anh rể, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn thân từ nhỏ của ta, cũng là bạn học thời đại học của ta, nàng tên là Tôn Vân. Lúc này, Thạch Thuần đã nhớ tới nữ hài tử kia, giới thiệu một chút, Tôn Vân, đây là anh rể của ta đã nói với ngươi, hắn tên là Hạ Thiên, là một thần y. Chào anh rể, Tôn Vân nhỏ giọng lên tiếng chào Hạ Thiên, xem ra hơi xấu hổ. Thật ra thì Tôn Vân lớn lên cũng xem như xinh đẹp, nhưng dáng người bình thường, mặt khác, nét xinh đẹp của Tôn Vân rất bình thường so với Thạch Thuần. Thuần Thuần, tại sao ngươi lại ở đây? Hạ Thiên vẫn có chút không rõ, ở trong ấn tượng của hắn, Thuần Thuần phải còn đang ở thành phố Mộc Dương mới đúng. Anh rể ta đã nói ngươi không quan tâm ta chút nào rồi. Thạch Thuần bĩu môi, có chút không vui, ta lên đây học đại học mà, đúng rồi, điều này nói rõ ít nhất 4 năm rồi, ngươi chưa từng tới nơi này của Ninh Khiết tỷ, ngươi vẫn không đủ quan tâm đối với Ninh Khiết tỷ, 4 năm này, ta thường xuyên đến đây chơi. Vậy à, vậy ngươi đã tốt nghiệp đại học chưa? Hạ Thiên xem như đã hiểu được. Vừa tốt nghiệp, ta lười đi học nghiên cứu sinh, cho nên chuẩn bị tìm làm việc. Nhưng bây giờ còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì. Thạch Thuần nháy mắt, anh rể, ngươi nói ta làm công việc gì thì tốt bây giờ. Không biết, Hạ Thiên hiển nhiên không hiểu việc đó, ta cảm thấy không làm việc là tốt nhất. Nhưng nếu không làm việc gì thì sẽ rất nhàm chán. Thạch Thuần bĩu môi, trước đó, chị hai nói ta học quản lý gì đó, nói sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp giúp nàng quản lý công ty. Nhưng ta cảm thấy chuyện đó rất nhàm chán, đúng rồi, anh rể. Ta học vẽ tranh, ngươi nói ta làm họa sĩ được không? Họa sĩ, Hạ Thiên hơi suy nghĩ, không rõ, ta cảm thấy vẽ tranh còn không bằng trực tiếp chụp hình luôn đi. Anh rể, vậy là ngươi không hiểu rồi, vẽ tranh khác với chụp ảnh, vẽ tranh là... Hiển nhiên Thạch Thuần còn muốn giải thích một chút vẽ tranh khác chụp ảnh ở chỗ nào, nhưng còn chưa nói dứt lời đã bị đánh gãy. Thuần Thuần, ta không muốn hiểu việc đó. Hạ Thiên uể oải nói. Thạch Thuần trừng mắt Hạ Thiên, anh rể thật là... Không thể để cho nàng nói xong sao. Được rồi, ta không nói với ngươi nữa, nãy giờ ta đang vẽ tranh, còn chưa vẽ xong, bây giờ ta tiếp tục đi vẽ đây. Thạch Thuần không quá cao hứng, nói xong cũng quay người chạy lên lầu. Vậy, anh rể, ta cũng đi đây. Tôn Vân cũng rất nhanh chạy lên lầu. Thạch Thuần rất nhanh đã chạy tới lầu 3, nàng đã học vẽ được một thời gian. Bởi vì nàng định cư ở đây nên Ninh Khiết trực tiếp cho nàng một phòng coi như phòng làm việc. Để nàng chuyên dùng để vẽ tranh.
Trước đó, Thạch Thuần đúng là đang vẽ tranh, vẫn chưa vẽ xong. Mà bây giờ, nàng lại tiếp tục bắt đầu vẽ, chỉ có điều trong lòng của nàng lại hơi loạn một chút. Thạch Thuần, người đó thật sự là anh rể của ngươi sao? Không biết Tôn Vân đã đi vào từ khi nào, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là thật, Thạch Thuần không ngẩng đầu, ta chỉ có một người anh rể à. Nhưng ta nhớ được ngươi đã nói, chị của ngươi lớn hơn ngươi rất nhiều, hình như lớn hơn 20 tuổi mà. Tôn Vân hơi hiếu kỳ, như vậy tuổi của anh rể ngươi phải xấp xỉ tuổi của chị ngươi chứ? Không phải đâu, anh rể nhỏ hơn chị ta 10 tuổi mà. Thạch Thuần lắc đầu. Cho dù như thế thì anh rể ngươi phải hơn 30 tuổi mới đúng chứ? Tôn Vân vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng nhìn hắn chỉ mới 20 tuổi, tuổi có vẻ không chênh lệch quá nhiều với chúng ta. Hắn đã hơn 30 tuổi, chỉ là nhìn trẻ tuổi thôi, thật ra thì chị của ta nhìn cũng còn rất trẻ. Thạch Thuần thuận miệng nói, Tôn Vân, có một số việc ngươi không hiểu đâu. Anh rể của ta là thần y, có thể giúp cho người ta trở nên trẻ rất lâu, đại khái chính là như vậy. Thạch Thuần đương nhiên không thể nói rõ chuyện đó với Tôn Vân được. Cho dù quan hệ giữa nàng và Tôn Vân rất tốt, nhưng loại chuyện tu tiên này hiển nhiên không thể tùy tiện nói cho người ngoài. Thần kỳ như vậy sao? Tôn Vân sợ hãi thán phục, sau đó nhìn bản vẽ trước mặt Thạch Thuần, càng thêm sợ hãi than, wow, Thạch Thuần, ngươi vẽ thật là đẹp mắt. Là rất đẹp, một âm thanh vang lên ở bên cạnh. Thạch Thuần lập tức giật nảy cả mình, anh rể, không cho ngươi xem. Còn chưa dứt lời, bức phác họa đã không còn. Anh rể, ngươi trả cho ta, nhanh trả lại cho ta. Thạch Thuần gấp hơn, vì bức phác họa đã bị Hạ Thiên cướp đi. Thuần Thuần, chân dung nhân thể này của ngươi nhìn thật rất đẹp, mà còn rất quen mắt, đây là vẽ chính ngươi sao? Hạ Thiên vẫn đang thưởng thức rất nghiêm túc, thứ đó thật ra chính là một bức phác họa, nhưng cũng không phải phác họa bình thường. Là phác họa nhân thể, hơn nữa còn là loại phác họa nhân thể không mặc quần áo. Anh rể, ngươi nhanh trả lại cho ta đi. Gương mặt xinh đẹp của Thạch Thuần đỏ bừng. Thuần Thuần, dáng người trên bức phác thảo này hình như tốt hơn ngươi rất nhiều, ngươi dở trò dối trá như vậy không tốt đâu nha. Hạ Thiên lại nói rất chân thành. Thạch Thuần vẽ bản thân càng thêm gợi cảm hơn. Ta không có dở trò dối trá, là ta nhìn vào trong gương, rồi mới vẽ lại bộ dáng của mình. Thạch Thuần hơi không phục, nhưng nàng lập tức cảm thấy không đúng, tại sao nàng phải giải thích việc này. Không đợi Hạ Thiên nói chuyện, Thạch Thuần đã lập tức lại nói ra, tóm lại, anh rể ngươi mau trả bức phác họa lại cho ta, bức phác họa đó không thể truyền ra ngoài. Không sao đâu, sẽ không lưu truyền ra ngoài. Hạ Thiên tiện tay ôm bức phác họa vào trong lòng, ta sẽ giữ lại từ từ ngắm nhìn. Thạch Thuần lập tức trợn tròn mắt, sau đó nàng bắt đầu hối hận, sao nàng không thể giống như người khác đi tìm người mẫu chứ? Sao nhất định phải vẽ chính mình chứ? Lần này tốt rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Anh rể, cuối cùng thì ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng trả bức phác họa kia lại cho ta? Thạch Thuần sắp điên lên rồi, tuy nói anh rể đã đồng ý sẽ không đưa bức phác họa này cho người khác, nhưng nếu không cẩn thận thì sao? Vẽ rất đẹp, tại sao ta phải trả lại cho ngươi chứ? Hạ Thiên buồn bực nói. Sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm Thạch Thuần, nhìn kỹ một chút, không đúng lắm, ngươi thật sự vẽ mình sao? Cơ thể của ngươi rõ ràng không đẹp như trong phác họa nha. Ta chính là tự soi gương rồi vẽ lại bản thân, Thạch Thuần hơi không phục bác bỏ. Hay như vậy đi, ngươi để cho ta nhìn cơ thể của ngươi, nếu cơ thể của ngươi giống với bức phác thảo này, vậy ta có thể trực tiếp nhìn người thật, không cần nhìn phác họa nữa. Hạ Thiên lập tức có một ý nghĩ. Thạch Thuần ngẩn ngơ, anh rể, ngươi có ý gì? Ngươi còn muốn nhìn thế nào? Ngươi không thể nhìn như vậy sao? Đương nhiên không thể, bây giờ ngươi mặc quần áo, nhìn dáng người cũng không phải rất tốt. Không phải ngươi nói mình vẽ lên giống như vậy sao? Vậy ngươi phải cởi quần áo ra cho ta nhìn thấy rõ hơn, nếu không thì ta sẽ không tin. Hạ Thiên nói rất chân thành, Thạch Thuần trợn mắt há hốc mồm. Mà Tôn Vân đứng bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm, người này thật sự là anh rể của Thạch Thuần sao? Anh rể, thật ra thì dáng người của ta không tốt như vậy đâu, hay ngươi cứ nhìn bức phác thảo đi. Thạch Thuần cảm thấy nếu nàng thật sự cởi sạch cho anh rể này nhìn, tám thành sẽ phải đi làm vợ bé của hắn. Mặc dù những năm này, nàng liên tục rất xoắn xuýt, hình như trừ anh rể ra thì nàng rất chướng mắt những nam nhân khác. Nhưng vấn đề là, nàng chưa từng nghĩ sẽ làm vợ bé cho anh rể. Nàng luôn cảm thấy, nếu như vậy thì mình hơi thua thiệt. Giống như các đại mỹ nhân như chị hai bị anh rể hố thành vợ bé. Bây giờ, nàng lớn lên cũng thành đại mỹ nhân, nếu cho anh rể tiện nghi như vậy, thì không phải quá thua thiệt bản thân sao?
ta đã nói dáng người của ngươi không tốt như vậy mà. Hạ Thiên hơi bất mãn nhìn Thạch Thuần, Thuần Thuần ngươi làm như vậy là không đúng, mặc dù dung mạo của ngươi rất xinh đẹp, nhưng ngươi không thể lừa gạt người khác. Trong khi nói chuyện, Hạ Thiên tiện tay ném phác thảo trước đó ra, quăng cho Thạch Thuần, vậy thì thôi đi, ta không xem phác thảo nữa, ta không thích ngắm hàng giả. Thạch Thuần há mồm muốn bác bỏ, nhưng rất khó khăn nhịn xuống, sau đó khẽ vươn tay nhận lấy bức phác họa kia. Hai tay vò một cái, trực tiếp làm cho bức phác thảo biến thành bột phấn, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, còn may, không cần lo lắng chân dung gợi cảm bị lộ ra ngoài. Về phần bị anh dễ hiểu lầm nàng lừa gạt, nàng quyết định nhịn. Thuần Thuần, chơi với người thật chẳng vui gì cả, ta đi bắt cửu nha đầu tới chơi đây. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, quay người chuẩn bị đi. Chờ một chút, anh rể, bây giờ số điện thoại của ngươi là bao nhiêu? Thạch Thuần vội vàng hỏi. Thấy anh rể này muốn rời đi, Thạch Thuần không quan tâm, nhưng nàng cảm thấy vẫn nên xin số điện thoại liên hệ sẽ tốt hơn. Hạ Thiên rất sảng khoái lưu lại số điện thoại cho nàng. Sau đó, hắn trực tiếp rời khỏi nhà. Giờ phút này, A Cửu đang đi trên đường, nàng không đón xe, vì không vội trở về bệnh viện. Trên thực tế, bây giờ nàng rất muốn tìm một chỗ nào đó ngồi một mình. Thật ra thì những năm này, thời gian của A Cửu trôi qua rất không tệ, có thân phận, có địa vị, cũng không thiếu tiền. Nhưng từ sau khi Hạ Thiên xuất hiện thì nàng phát hiện thế giới của mình bị đảo lộn hoàn toàn. Hoặc là nói hoàn toàn mất khống chế. Nàng đã hoàn toàn không cách nào khống chế được cuộc sống của mình, vì nàng căn bản không biết lúc nào Hạ Thiên sẽ đột nhiên xuất hiện, mà nàng không biết lúc nào Hạ Thiên sẽ tạm thời thăng cấp nàng thành bạn gái của hắn, sau đó tùy ý ôm nàng. Những người vợ của tên khốn kiếp đó rốt cuộc bao giờ mới trở về? A Cửu hơi bực bội, bây giờ, nàng thật rất hy vọng tất cả những nữ nhân kia mau chóng trở về. Nếu như các nàng trở về, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không đến quấn lấy nàng nữa. Chẳng biết tại sao, A Cửu lại có chút tức giận ghen tị, tên khốn kiếp này nhìn thấy Thạch Thuần kia xinh đẹp hơn thì lập tức ở lại nơi đó. Quan hệ giữa A Cửu và Thạch Thuần đúng là không tốt lắm, đương nhiên, cũng chưa nói tới thâm cửu đại hận gì. Trước đó, hai người họ chỉ gặp qua vài lần mà thôi, mà sở dĩ ấn tượng của Thạch Thuần đối với nàng không tốt, thật ra mấu chốt vẫn do quan hệ trước đó giữa A Cửu và Hạ Thiên không tốt. A Cửu thỉnh thoảng mắng Hạ Thiên, những người khác đều biết. Mà trên thực tế, mấy nữ nhân còn lại bên cạnh Hạ Thiên đều có chút bất mãn đối với Y Tiểu Âm và A Cửu. Năm đó, Y Tiểu Âm không có ý tốt đối với Hạ Thiên, sau đó tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà sau này, Y Tiểu Âm lại nhận được vô số chỗ tốt. Ở trong mắt mọi người thì Y Tiểu Âm không chịu thiệt, mà lại còn chiếm đại tiện nghi. Tóm lại, trên đảo Thần Tiên, mọi người đều không phải rất vừa mắt đối với Y Tiểu Âm và A Cửu. Đương nhiên, mọi người không có nhiều tâm tư quản việc đó, nhưng chuyện này cũng đủ làm cho ấn tượng của Thạch Thuần đều không tốt với A Cửu và Y Tiểu Âm. Nhưng bây giờ, A Cửu lại càng bất mãn Hạ Thiên, hắn thỉnh thoảng vô lễ nàng một chút, lại còn ghét bỏ nàng không đủ xinh đẹp, dáng người không tốt. Thật sự làm cho nàng có loại cảm giác như tên khốn kiếp này nhàm chán thì đến tìm nàng chơi đùa, đến khi gặp được mỹ nữ khác chơi vui hơn thì hắn sẽ lập tức biến mất. Mỹ nữ, đi đâu đấy? Lúc này, một âm thanh từ sau truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của A Cửu. A Cửu vừa quay đầu đã phát hiện có một chiếc BMW đang dừng ở ven đường. Chiếc BMW này là xe mui trần, người lái xe rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi. Không liên quan đến ngươi, A Cửu tức giận nói. Cho tới bây giờ nàng đều không có tâm trạng để ý tới kiểu nam nhân bắt chuyện như vậy. Mà bây giờ, tâm trạng của nàng không tốt cho nên mới trả lời hắn một chút. Ai, mỹ nữ, ngươi muốn đi đâu, ta có thể đưa ngươi đi. Thanh niên lái xe BMW vội vàng nói. Với lại, vừa rồi hắn còn không thấy rõ bộ dáng của A Cửu, chỉ mới thấy vóc người xinh đẹp, bây giờ nhìn rõ, hắn càng muốn làm quen với A Cửu hơn. Đừng làm phiền ta, A Cửu rất không kiên nhẫn, nàng vốn đang đau đầu. Ai, ta nói này mỹ nữ, ngươi cần thiết phải như vậy sao? Ta có ý tốt, lái xe BMW rất không hài lòng, nhưng hắn chưa nói hết thì một tiếng nổ vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Oanh! Tiếng nổ làm cho người lái xe BMW giật mình. Sau đó, người lái xe BMW lập tức trợn tròn mắt, vì tiếng vang không phải tới từ nơi khác, mà chính là đến từ đầu xe BMW của hắn. Lúc này, đầu xe đã hoàn toàn dẹp xuống dưới. Mà ở trước xe, còn có một người đang đứng. Oanh, lại thêm một tiếng nổ vang, người đó lại dùng một bàn tay đập lên BMW, sau đó, chiếc BMW triệt để vỡ ra thành từng mảnh. Ngươi, tên lái xe BMW lập tức kinh hãi,
sau đó, đột nhiên nhảy xuống xe, chạy như điên về phía xa, trong miệng liên tục kêu to quỷ, có quỷ. Ách, tên đó chạy được mấy bước thì ngã xuống đất, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cửu nha đầu, người vẫn đần như vậy, nói nhảm với mấy tên ngu ngốc nhiều như vậy làm gì? Giọng nói lười biếng của hắn vang lên, người vừa đập nát chiếc xe kia chính là Hạ Thiên. Ngươi không phải đang chơi với Thạch Thuần sao? A Cửu tức giận nói, trong lòng nàng lại vô tình cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tên khốn kiếp này lại đến tìm nàng, lúc này mới mười mấy phút mà thôi. Thuần Thuần là người lường gạt, ta không chơi với nàng ấy nữa. Hạ Thiên thuận miệng nói, ta cảm thấy ngươi vẫn thú vị hơn một chút. A Cửu âm thầm cắn răng, sao nàng lại thành được chơi rồi? Hắn có thể đừng xem nàng như đồ chơi nữa hay không? Này, ngươi không thể đi tìm một ít chuyện để làm sao? A Cửu tức giận hỏi. Cũng được, Cửu nha đầu, hay chúng ta đi thuê phòng đi. Hạ Thiên lập tức nghĩ ra một ý kiến. A Cửu kém chút cắn nát hàm răng của mình, tên lưu manh này thật không còn thuốc chữa nữa. Ngươi đi tìm Thạch Thuần đi. A Cửu tức giận nói một câu, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước. Nàng sẽ không đi thuê phòng với tên lưu manh khốn kiếp kia đâu, hơn nữa, hắn còn là cầm thú. Chờ một chút, A Cửu đột nhiên ý thức được không thích hợp, có lẽ nàng đã dần quên tên khốn kiếp này là cầm thú rồi. Trong lúc lơ đãng, A Cửu bước đi nhanh hơn, mà trong trái tim của nàng cũng có một loại cảm giác nói không ra lời, cả người trong nháy mắt tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng bắt đầu ý thức được, mình không thích hợp ở chung với Hạ Thiên, lúc đầu nàng không nên như vậy với hắn. Không được, nàng phải cách xa hắn một chút. A Cửu tự nói với mình, nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì nàng đã cảm nhận được vòng eo nhỏ bị siết chặt, mùi hương quen thuộc truyền đến. Không cần nhìn nàng đã biết, Hạ Thiên lại ôm nàng. Ngươi thả ta ra, A Cửu không giãy giụa, vì nàng biết có giãy giụa cũng vô dụng, chỉ có thể dùng lời nói để biểu thị ra kháng cự. Cửu nha đầu, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Hạ Thiên không có buông A Cửu ra, giọng nói có chút ngạc nhiên, ngươi đang vội đi chỗ nào sao? Ta đang vội cách xa ngươi một chút, A Cửu giận dữ nói. Nhưng ngươi có sốt ruột cũng vô dụng, Hạ Thiên vẫn có chút nghĩ không thông, mặc kệ ngươi chạy nhanh thế nào vẫn không nhanh bằng ta, ngươi không thể nào cách xa ta được. A Cửu lập tức không thể phản bác, vì cái tên háo sắc này nói quá đúng rồi. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của A Cửu vang lên. A Cửu nhìn qua tên hiển thị trên màn hình, muốn tránh khỏi cái ôm của Hạ Thiên, ngươi thả ta ra, ta phải nghe điện thoại. Cửu nha đầu, ngươi cứ nghe đi là được, không phải chỉ là tiểu muội chân dài gọi điện thoại tới sao? Hạ Thiên thuận miệng nói, ta đã nhìn thấy tên hiển thị rồi, hơn nữa, cho dù ngươi cách ta rất xa thì ta vẫn có thể nghe được các ngươi đang nói cái gì. A Cửu lần nữa không thể phản bác được, nàng không tiếp tục nói cái gì, lập tức kết nối điện thoại. Nhụy nhụy, làm sao vậy? Giọng của A Cửu trở nên ôn nhu hơn rất nhiều trong nháy mắt. Cửu tỷ, ngươi đang ở đâu vậy? Gọi điện thoại tới chính là Ninh Nhụy Nhụy. Ta đang ở Vọng Cảng, làm sao vậy? Ông nội của ngươi không sao chứ? A Cửu vội vàng hỏi. Không sao, ông nội của ta rất tốt. Nếu cửu tỷ đang ở Vọng Cảng thì quá tốt rồi, ta và ông nội đang chuẩn bị qua bên đó. Trong giọng nói của Ninh Nhụy Nhụy có vui sướng rõ ràng, tối nay là ta có thể đến, hay ngày mai ta đi tìm ngươi nha. Được, đến lúc đó gọi cho ta. A Cửu cũng không hỏi vì sao Ninh Nhụy Nhụy lại đến Vọng Cảng. Vậy, cửu tỷ, đến lúc đó gặp lại. Ninh Nhụy Nhụy rất nhanh cúp điện thoại. Trong đầu của A Cửu lại không tự giác hiện ra một suy nghĩ. Mình có nên nói cho Ninh Nhụy Nhụy là Hạ Thiên cũng đang ở Vọng Cảng hay không? Nhưng nghĩ kỹ lại, nói hay không hình như cũng không khác nhau quá nhiều. Dù sao thì lấy năng lực bây giờ của Hạ Thiên, cho dù không ở Vọng Cảng, vẫn có thể đến đây bất cứ lúc nào, thậm chí bây giờ hắn còn đang ở Vọng Cảng, nhưng nói không chừng đêm nay sẽ đi Giang Hải. Tại sao tiểu muội chân dài lại muốn tới Vọng Cảng vậy? Lúc này, Hạ Thiên lại lẩm bẩm, chẳng lẽ là nhớ ta rồi? A Cửu quay đầu liếc mắt Hạ Thiên một cái, tên háo sắc này có cần phải tự luyến như thế hay không? A, nếu như tiểu muội chân dài nhớ ta, ta phải báo cho cô ấy một tiếng, ta một chút cũng không nhớ nàng. Hạ Thiên tiếp lẩm bẩm, ừ, muốn muội muội chân dài hơn. Trong đầu hiện lên cơ thể mê người của Dạ Ngọc Mị, đồng thời thoáng qua vô số hình ảnh làm cho Hạ Thiên thấy hoài niệm, trong lúc lơ đãng, tay của Hạ Thiên đã hơi gồng lên. A Cửu đột nhiên giật mình một cái, sau đó dùng lực giãy giụa. Thoát khỏi cái ôm của Hạ Thiên, đồng thời cách xa hắn khoảng mấy mét. Ta không phải là muội muội chân dài của ngươi. A Cửu có hơi tức giận, tên khốn này bất lịch sự với nàng đã đành, lại còn coi nàng là người khác rồi hành động vô lễ. Ồ, Cửu nha đầu, đừng lo lắng,
ta sẽ không coi ngươi thành muội muội chân dài đâu. Hạ Thiên thuận miệng nói, vóc dáng của ngươi còn kém rất xa so với muội muội chân dài, ta chắc chắn không tính sai. Hạ Thiên dừng một chút, lại nói, a, dáng người của vợ Mị Nhi cũng không khác nhiều với muội muội chân dài, tiếc là Mị Nhi không có ở đây. Hạ Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đi chết đi. A Cửu suýt chút nữa tức đến mức ngất đi, hung hăng mắng một câu, sau đó xoay người chạy trốn. Trên đời này có rất nhiều kẻ háo sắc. A Cửu xác định một việc, bình thường, trên dọc đường thỉnh thoảng nàng và tiểu thư đều sẽ bị người ta dùng ánh mắt khác thường ngắm nhìn. Nhưng A Cửu càng tin rằng, trên đời này không có tên biến thái nào so được với tên khốn Hạ Thiên kia. Tên khốn này háo sắc cũng được, phi lễ với nàng cũng được, hết lần này tới lần khác còn so sánh nàng với những người vợ kia của hắn, thể hiện rõ thái độ vợ hắn không ở đây nên mới tới đến tìm nàng. Nàng thừa nhận nàng không so được với Dạ Ngọc Mị, nữ nhân kia còn mị hoặc hơn so với Yêu Tinh, dáng người thật không chê vào đâu được, ai có thể đi so với nàng ấy. Dù nàng không sánh được với Dạ Ngọc Mị, nhưng cũng không nên coi nàng là hàng loại hai chứ. Vì cái gì tên khốn đó luôn có thái độ xem nàng là hàng loại hai? Chờ đã, bị hắn coi là hàng loại hai cũng không phải không tốt. A Cửu cảm thấy bản thân muốn điên rồi. Vì sao nàng lại để ý đến cái nhìn của Hạ Thiên đối với nàng như vậy chứ? Vì sao nàng còn muốn chứng minh trước mặt Hạ Thiên rằng dung mạo của nàng dễ nhìn và dáng người cũng không kém? Cái này, vì sao nàng rất muốn được Hạ Thiên khen? Nhưng nàng rõ ràng nên hận Hạ Thiên mới đúng. Không đúng, như vậy là không đúng, tiểu thư, ngươi ở đâu, ta đang bị gì đây? A Cửu cảm thấy đầu mình rất hỗn loạn, nàng bắt đầu chạy như điên trên đường, dần dần, nàng chỉ còn lại cái bóng. Nàng vẫn cho rằng mình rất hận Hạ Thiên, trong mười mấy năm, hầu như mỗi ngày nàng đều nghĩ làm sao để giết chết Hạ Thiên, hầu như mỗi ngày nàng đều nhắc nhở bản thân, nếu có cơ hội, nhất định phải giết chết Hạ Thiên. Cho dù là đã lâu trước đây, lúc ở thành phố Quế, thậm chí nàng đã muốn sử dụng kế hoạch đó, hơn nữa chỉ còn một chút nữa, nàng đã thành công. Nhưng mấy ngày nay, nàng rốt cuộc bị gì đây? Thỉnh thoảng nàng bị Hạ Thiên ôm ôm ấp ấp, thậm chí còn có động tác quá đáng hơn. Mặc dù mỗi lần như vậy, nàng đều như đang từ chối, dường như đang chống cự, nhưng khi nàng nhớ lại phát hiện một việc, đó chính là, nàng cũng không chán ghét đến như mình nghĩ. Khi Hạ Thiên ôm nàng, mặc dù nàng thấy không vui, nhưng nàng không chán ghét, dường như thân thể của nàng, rất tự nhiên mà thích ứng đủ loại động tác thân thiết của hắn, mà việc đó vốn là không phải như vậy. Mỗi một lần nàng nói với chính mình, nàng không có cách nào phản kháng, vì Hạ Thiên quá mạnh, nhưng chuyện kia chỉ là một cái cớ. Một cái cớ thuyết phục nàng, bởi vì, nếu nàng thật sự muốn phản kháng, thật sự kiên định vẫn có thể làm được. Nàng có thể làm càng kiên quyết, vẫn có thể tránh khỏi hắn, nhưng nàng không có làm như vậy. Trước đó nàng nói với mình, nàng không muốn để cho tiểu thư một mình đối mặt với Hạ Thiên, nhưng, sự thật chân chính là như thế sao? A Cửu vẫn chạy nhanh như cũ, cho đến khi nàng đột nhiên phát hiện, phía trước đã không có đường, mới chợt ngừng lại. Phía trước là biển cả, nàng đã đi tới bờ biển. Mặc dù nàng có thể chạy trên mặt biển, vấn đề là, đây là một bãi biển rất náo nhiệt, vào thời điểm này, trên bờ có rất nhiều người, trong biển cũng có người, nếu nàng cứ lướt sóng mà đi như vậy sẽ làm kinh hãi những người khác. A Cửu hơi vô lực ngồi ở trên bờ cát, ngắm biển cả, bắt đầu chỉnh đốn lại tâm tư đang rối loạn của mình, từ từ, cuối cùng nàng đã bình tĩnh lại. Cuối cùng, nàng đã phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng đối với nàng. Nàng hận Hạ Thiên mười mấy năm. Kết quả, đã để cho hình bóng của Hạ Thiên, in dấu thật sâu trong xương cốt của nàng, đối với mọi thứ của hắn, nàng đều trở nên cảm thấy quen thuộc, thậm chí, nàng đã coi Hạ Thiên thành cả thế giới. Trong mười mấy năm qua, cho tới bây giờ, nàng không có đặc biệt chú ý tới nam nhân khác, lúc nàng nhìn thấy một nam nhân, đều sẽ không tự chủ nhớ tới Hạ Thiên, mỗi lần khi nàng nhớ tới hắn, trong lòng đều rất hận hắn, nhưng điều đấy đủ để cho Hạ Thiên lưu lại ấn tượng sâu sắc không gì sánh được vào trong lòng nàng. Cũng chính vì như thế, tuy trên thực tế nàng không có nhiều tiếp xúc trên cơ thể với Hạ Thiên, nhưng trong tiềm thức, lại giống như đã rất quen thuộc, làm cho nàng không có bất kỳ bài xích nào đối với sự tiếp xúc của hắn. Cho dù là nhớ tới chuyện hắn đã làm với tiểu thư trước kia, nàng vẫn không có cảm thấy bài xích, có lẽ, thật ra là bởi vì, dù sao chuyện xảy ra lúc đó thực tế không có xảy ra trên người nàng. Có lẽ chỉ có khi tự mình trải nghiệm qua mới có thể cảm nhận được. Nhưng, bây giờ... Tiểu thư không có hận hắn nhiều, chẳng lẽ nói tất cả những điều đó thật sự có thể quên sao? A Cửu rất muốn gọi điện thoại cho tiểu thư ngay lập tức, đáng tiếc là,
bây giờ nàng biết tiểu thư đang trên máy bay không có cách nào nghe điện thoại được. Cửu nha đầu, ngươi quên cầm đồ này. Lúc này, một giọng nói truyền đến, làm A Cửu giật mình tỉnh táo lại, sau đó, nàng quay người, đã thấy Hạ Thiên. Trong tay Hạ Thiên còn cầm theo một cái túi, trong túi chứa quần áo, chính là quần áo bọn hắn mua ở cửa hàng tổng hợp. Cửu nha đầu, ngươi nhìn ngươi vội vã chạy tới bờ biển bơi lội, kết quả không mang theo đồ tắm, điều này là không được. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta đã nói đó là nội y, không phải đồ tắm, không mặc ở bên ngoài. A Cửu liếc Hạ Thiên, ta chỉ tới bờ biển để thư giãn, không nghĩ đến việc bơi lội ở đây. Thật không, Hạ Thiên nhìn lướt qua bãi biển, sau đó lẩm bẩm, ở đây cũng rất xấu, dáng người của nữ nhân kia còn không bằng A Cửu ngươi. Ta nhìn nam nhân không được sao? A Cửu tức giận nói. Nam nhân, Hạ Thiên lắc đầu, Cửu nha đầu, bọn hắn không đẹp trai bằng ta đâu, không bằng ngươi nhìn ta đi. Ngươi nhìn thử người kia một chút, dáng người tốt hơn nhiều so với ngươi. A Cửu hừ nhẹ một tiếng, tiện tay chỉ một nam nhân, người ta có 8 múi cơ bụng đấy. Ừ, hơi bất thường. Hạ Thiên nghiêm trang nói, một múi cơ bụng mới là thuận theo tự nhiên, 8 múi cơ bụng đều là giả tạo, loại người đẹp trai như ta không cần dựa vào cơ bụng để chứng minh bản thân. Dáng người không tốt thì đừng kiếm cớ. A Cửu hừ nhẹ một tiếng, vóc người của ngươi mà còn ghét bỏ vóc dáng ta không tốt, dáng người của ta đều hơn bất cứ nữ nhân nào ở đây. Ngươi có thể so sánh dáng người với tất cả nam nhân ở đây không? So với bọn hắn ta đẹp trai hơn. Hạ Thiên chững chạc đàng hoàng đáp. Da mặt của ngươi còn dày hơn bọn hắn. A Cửu hừ một tiếng, đã qua bao nhiêu năm, người này vẫn không chấp nhận việc bản thân mình không đẹp trai bằng người ta. Cửu ra đầu, bây giờ ngươi hình như có hơi không giống như trước. Hạ Thiên nhìn A Cửu có hơi mơ màng, chẳng lẽ ngươi đột nhiên trở nên xinh đẹp? Hạ Thiên nhìn kỹ 3 giây. Lắc đầu, cũng không có lập tức trở nên dễ nhìn, vẫn là bộ dạng như lúc trước, dáng người sẽ không tự nhiên thay đổi nhanh như vậy, rốt cuộc có chỗ nào không giống chứ? Ánh mắt của ngươi không giống. A Cửu tức giận nói, mù. Ồ, đã hiểu, Hạ Thiên bừng tỉnh, Cửu ra đầu, đầu óc của ngươi bị hư. A Cửu quyết định không nói chuyện với Hạ Thiên nữa, đầu óc của tên khốn đó không tốt lên được, vẫn luôn bị hư. Ngay lúc này thì chuông điện thoại vang lên, chính là điện thoại của A Cửu. Tên người gọi đến là số lạ của Vọng Cảng, A Cửu nhanh chóng nhận điện thoại, chào ngươi, ta là A Cửu. Cửu tiểu thư, là ta là Hạ Nhã. Bên kia truyền đến giọng nói không xa lạ gì với A Cửu. Chào ngươi, Hạ tiểu thư. Giọng A Cửu có hơi kỳ lạ, nói thầm trong lòng, bây giờ, Hạ Nhã không phải đang ở trên giường với Trần Long sao? Cửu tiểu thư, rất xin lỗi, trước đó chúng ta khóa máy cho nên không biết chuyện đã xảy ra ở phòng ăn hôm đó. Trong giọng nói của Hạ Nhã rất có thành ý xin lỗi, vốn là chúng ta muốn lập tức đi qua chỗ ngươi và Hạ Thần Y trực tiếp xin lỗi, tuy nhiên bởi vì không biết các ngươi đang ở đâu, với lại chúng ta vừa có một ý tưởng, dự định mở party vào đêm nay, không biết Cửu tiểu thư ngươi và Hạ Thần Y có thời gian rảnh để tham gia không? Ta phải hỏi Hạ Thiên đã. A Cửu đối với việc này lại không có suy nghĩ gì đặc biệt, không phải nàng chưa từng tham gia yến tiệc như thế, không thể nói là rất thích, nhưng cũng không thể nói là chán ghét. Tốt, Cửu tiểu thư, vì chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu chuẩn bị, địa chỉ là trong một biệt thự ở bờ biển, nếu ngươi và Hạ Thần Y đồng ý tham gia, chúng ta sẽ tới đón các ngươi. Lần này, Hạ Nhã còn chưa nói xong đã bị cắt lời. Cửu nha đầu, vừa lúc chúng ta ở bờ biển, vậy thì tham gia thôi. Hạ Thiên đứng bên cạnh chen vào một câu, ta đang rất chán. Được rồi, Hạ tiểu thư, ngươi nói cho ta biết địa chỉ là được, không cần tới đón chúng ta có thể tự mình đi tới. A Cửu mở miệng nói, được thôi, Cửu tiểu thư, vậy ta lập tức nhắn địa chỉ cho ngươi. Trong giọng của Hạ Nhã lộ ra sự vui sướng rất rõ. Được rồi, vậy tối nay gặp, A Cửu cũng không nhiều lời, nhanh chóng cúp điện thoại. Địa chỉ rất nhanh đã được gửi tới, mà A Cửu phát hiện, căn biệt thự kia, cách nơi này không xa, đi mấy km dọc theo bờ biển thì sẽ tới. Cửu nha đầu, chúng ta đi tìm nơi để thay quần áo đi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, bộ đồ này của ngươi không thích hợp để tham gia bữa tiệc, ngươi nên mặc đồ dạ hội ta mua cho ngươi. A Cửu nghe lời đó cũng cảm thấy không có gì, thay đồ dạ hội không phải là chuyện lớn, nào biết được, Hạ Thiên lập tức nói thêm một câu, Cửu nha đầu ngươi nên ăn mặc dễ nhìn một chút, nếu không ta dẫn ngươi đi theo sẽ thấy rất mất mặt đó. Ta dẫn ngươi đi mới thật sự mất mặt đó. A Cửu tức giận nói, đợi lát nữa ngươi tự mình đi, ta không muốn ở chung một chỗ với ngươi, miễn cho ngươi bỏ lại ta. Tên khốn này, ngươi lại định làm gì? A Cửu sắp điên lên, tên khốn đó lại đánh nàng,
còn đánh ở nơi như thế. Nha hoàn không nghe lời sẽ bị đánh. Hạ Thiên lười biếng nói, ta đã đối xử tối với ngươi như vậy, ngươi lại còn không biết nghe lời. Ngươi đối xử tối với ta từ bao giờ chứ? A Cửu rất tức giận, nàng không nhìn ra tên khốn này có đối xử tốt với nàng. Ngươi không phải là vợ của ta, ta đã mang ngươi ra bên ngoài gặp người lạ, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ tốt với ngươi sao? Hạ Thiên ngạc nhiên, người bình thường ta không mang theo ra ngoài. A Cửu lại lần nữa cạn lời, suy nghĩ của tên khốn đó thật sự khiến cho người ta không có lời nào để nói. Loại suy nghĩ kia của tên khốn đó, chắc chắn hắn sẽ nói quan tâm nàng đều vì đối xử tốt với nàng, nói không chừng còn cảm thấy vô lễ với nàng cũng là đối xử tốt với nàng chứ. Cửu nha đầu, bộ quần áo bây giờ của ngươi thật sự quá khó nhìn, vẫn nên đổi bộ khác đi. Hạ Thiên lại nói, ta nhất định sẽ đổi. A Cửu rất buồn phiền, sao bộ đồ này của nàng lại khó coi chứ? A Cửu dừng một chút, lại nói, ở đây không tiện để thay quần áo, đợi lát nữa chúng ta đến biệt thự kia, ta sẽ tìm một căn phòng để thay. Được thôi, đối với việc đó Hạ Thiên không có ý kiến gì. Hạ Thiên im lặng lại một chút, lẩm bẩm, ta vất vả lắm mới mua được mấy bộ quần áo, người lại không mặc, thật là quá lãng phí. A Cửu lại muốn đánh Hạ Thiên, đáng tiếc là không dám đánh. Kết quả là A Cửu không nói gì, nàng cứ ngồi ở trên bờ biển như vậy, ngắm phong cảnh xung quanh. Cửu nha đầu, cho dù ngươi muốn ngắm soái ca, cũng đâu cần phải nhìn về bên kia. Hạ Thiên tiến tới bên cạnh A Cửu, theo tầm mắt của nàng nhìn về phía trước, phát hiện không có gì cả. Ta không thấy ai đẹp cả, A Cửu tức giận nói. Ta biết, ngươi thấy ta không đẹp, nên sẽ không thấy được soái ca. Hạ Thiên cười hì hì, ai, Cửu nha đầu, thật sự ngươi không muốn xuống bơi sao? Ta cảm thấy ngươi mặc cái váy này mà bơi, nói không chừng sẽ rất đẹp nha. Bệnh tâm thần, A Cửu trợn mắt với Hạ Thiên, mặc váy để bơi sao? Tên háo sắc kia cảm thấy nàng mặc váy bị ướt, lộ hàng là tốt sao? Nàng sẽ không thỏa mãn sở thích buồn nôn của tên khốn đó đâu. Cửu nha đầu, ngươi muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này sao? Hạ Thiên cảm thấy hơi chán. Không sai, A Cửu trả lời rất dứt khoát. Được thôi, vậy ta ngủ một giấc đã. Hạ Thiên cảm thấy dường như mình đã có một đoạn thời gian chưa được ngủ, nói xong thì nằm xuống trên mặt đất. A Cửu nghiến răng nghiến lợi, lại muốn đánh người, tên khốn này không thể ngủ trên bờ cát ư. Nhất định phải gối đầu trên đùi nàng, nhưng cuối cùng A Cửu lại chẳng làm gì, thành thật làm gối đầu cho Hạ Thiên. Việc duy nhất làm cho A Cửu cảm thấy vui vẻ là Hạ Thiên hình như đã ngủ thiếp đi, sẽ không nói lời bậy bạ chọc cho người ta tức giận. Cứ như vậy, vài giờ sau đó, A Cửu cứ ngồi yên tĩnh ở trên bờ cát nhìn biển, mà buổi chiều nay không có ai tới quấy rầy nàng, nguyên nhân rất đơn giản vì trên đùi của nàng có một nam nhân đang nằm. Thời đại này, một mỹ nữ rất dễ bị bắt chuyện, nhưng nếu mỹ nữ đó đã có chủ rồi, người bình thường sẽ rất biết điều, không đi quấy rầy họ. Bây giờ, A Cửu như đang có hành động thân mật với Hạ Thiên, ai thấy cũng cho rằng bọn họ là một đôi. Tâm trạng của A Cửu có hơi kỳ lạ. Mấy tiếng này đối với nàng là rất đặc biệt mà nàng từng trải qua, cho tới bây giờ, nàng chưa từng làm việc này với một nam nhân nào khác, mà chuyện đó làm cho nàng có cảm nhận nói không nên lời. Loại cảm nhận kia, hình như rất tốt. Ảo giác, nhất định là ảo giác. A Cửu nói với bản thân, sao nàng lại thấy việc mình ở chung với tên khốn này là tốt chứ? Điều đó thật không khoa học, có thể là tên khốn kia bỏ thuốc nàng. Cũng có thể là lén châm nàng một cái. Tóm lại, chắc chắn là tên khốn Hạ Thiên này đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó. A Cửu nói với mình, sau đó cả người trở nên tự nhiên hơn. Thời gian trôi qua, mặt trời đỏ cách mặt biển ngày càng gần, mà chuông điện thoại di động lại vang lên lần nữa, làm cho A Cửu giật mình tỉnh giấc. A Cửu cầm điện thoại, phát hiện là Ninh Nhụy Nhụy gọi tới. Nhụy Nhụy, người đến Vọng Cảng rồi sao? A Cửu nhận điện thoại, mở miệng hỏi. Đúng vậy, Cửu tỷ, ta đã đến Vọng Cảng rồi, người ở đâu? Ta tới tìm ngươi, Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng hỏi. Ta đang ở trên bãi biển, nhưng ta phải đi tới nơi khác ngay lập tức. A Cửu cúi đầu nhìn Hạ Thiên đang nằm trên đùi, tối nay có bữa tiệc, có thể có một vài con em nhà giàu của Vọng Cảng tham gia, Nhụy Nhụy ngươi muốn đi không? Cửu tỷ đi thì ta chắc chắn có thể đi. Ninh Nhụy Nhụy nói nhanh, ngươi nhắn địa chỉ qua cho ta, ta trực tiếp tới nơi đó tìm ngươi. Vậy được rồi, ta cũng đang chuẩn bị tới nơi đó. Cuối cùng, A Cửu vẫn không nói cho Ninh Nhụy Nhụy biết rằng Hạ Thiên cũng đang ở đây, Ninh Nhụy Nhụy đã rất quen với Hạ Thiên rồi. Vậy thì Cửu tỷ lát nữa gặp sau. Ninh Nhụy Nhụy dường như rất vui vẻ, sau đó nàng cúp điện thoại. A Cửu cũng không chậm trễ,
nhanh chóng nhắn địa chỉ qua cho Ninh Nhụy Nhụy, sau đó, nàng cúi đầu nhìn Hạ Thiên, này, ngươi tỉnh chưa? Chúng ta phải chuẩn bị đi rồi. Chưa có tỉnh, Hạ Thiên đáp. Vậy quỷ đang nói chuyện sao? A Cửu tức giận nói. Đây là ta đang mộng du. Hạ Thiên nghiêm túc đáp lại. Này, ngươi có biết chán không? Đã là người hơn 30 tuổi rồi còn chơi cái trò chơi nhàm chán như vậy. A Cửu đứng lên, ngươi không muốn đi, vậy ta đi. Cửu nha đầu, đối với loại người như chúng ta, hơn 30 tuổi vẫn là trẻ nhỏ đó. Hạ Thiên nhảy lên từ dưới đất, thuận tay ôm A Cửu, đặc biệt là loại người như ngươi còn chưa phát triển xong càng giống em bé hơn. Sao ta lại chưa phát triển tốt? A Cửu nghiến răng nghiến lợi, ngươi không những không phát triển tốt mà đầu óc của ngươi cũng không phát triển được. Cơ thể của ngươi còn chưa phát triển hết. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi nhìn xem ngươi là nha hoàn, xương nha đầu cũng là nha hoàn, nhưng thân hình của ngươi vẫn còn kém xa so với xương nha đầu, ngươi cũng thua rất xa so với Phượng Nhi và Phong nha đầu. Ngươi thấy vóc người ta không tốt thì bỏ tay ngươi ra đi. A Cửu tức giận nói. Cửu nha đầu, thật ra vóc dáng của ngươi vẫn rất được, chỉ là cơ thể của ngươi còn có thể trở nên đẹp hơn. Hạ Thiên cười hì hì. A Cửu quyết định không nói nữa. Nàng nhanh chóng đi thêm mấy km để đến biệt thự kia. Cửu nha đầu ngươi mang quần áo này, chờ ngươi thay quần áo xong ta lại đi tìm ngươi. Hạ Thiên thuận tay nhét túi đựng quần áo vào trong tay A Cửu, ta không thể đi vào với ngươi, chuyện đó làm cho ta thấy mất mặt. A Cửu suýt chút nữa điên lên, nhưng nàng vẫn cầm lấy quần áo, sau đó nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Hạ Thiên. Hạ Thiên không có một chút bối rối mà đi tới biệt thự, sau khi qua 10 phút. Cuối cùng hắn đã tới căn biệt thự trên bờ biển đó đấy. Đây là một căn biệt thự đơn độc, trong phạm vi tầm mắt không thấy những căn biệt thự khác, cũng không có những kiến trúc khác, mà tình huống bình thường, ở đây tương đối vắng, người bình thường sẽ không tới nơi này. Đương nhiên, bây giờ, xung quanh căn biệt thự này rất náo nhiệt, vì không ít người xuất hiện ở đây. Bất kể là Trần Long hay Hạ Nhã thì đều là nhân vật có danh tiếng lớn trong thành phố Vọng Cảng, mà bây giờ, hai người bọn hắn cùng tổ chức một bữa tiệc. Trên cơ bản, người nhận được lời mời sẽ đến đây, mà người không nhận được lời mời mà nhận được thông tin, vẫn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thông qua sự hỗ trợ của những người khác mà tới tham gia. Bây giờ, thời gian vẫn còn sớm, 6 giờ đúng, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng đã có rất nhiều người tới, mà mỗi người đều mặc đồ rất sang trọng, nam nhân không mặc Âu phục dày da thì cũng mặc đồ không bình thường, chưa kể tới nữ nhân đều mặc dạ hội, đương nhiên cũng có mấy người cố ý ăn mặc táo bạo, trực tiếp mặc bikini tham gia. Đồ Hạ Thiên đang mặc là đồ Y Tiểu Âm mua cho hắn, cho nên vẫn có thể đi gặp người ta, ít nhất sẽ không làm cho người khác cảm thấy quê mùa, mà lúc hắn xuất hiện ở cổng thì không ai tới chặn hắn. Trên thực tế, cổng biệt thự không có ai đứng canh, có lẽ vì tâm trạng của Trần Long và Hạ Nhã đều rất tốt, thật ra hắn không có thiết kế khóa cửa gì, mỗi người tới đây, đều có thể trực tiếp đi vào tham gia bữa tiệc bên trong. Những người ở đây đều đẹp mắt hơn những người trên bãi biển kia. Hạ Thiên nhìn lướt qua. Sau đó kết luận, tuy nhiên, cũng không có ai có dáng vẻ dễ nhìn như Cửu nha đầu. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc, quyết định đi tìm A Cửu, dù sao hắn thích chơi với nữ nhân có dáng vóc đẹp hơn. Hạ Thiên đang chuẩn bị đi vào, một giọng nói quen thuộc truyền tới, này, tên lưu manh Hạ Thiên ngươi sao cũng ở đây. Vừa quay đầu, Hạ Thiên đã thấy Ninh Nhụy Nhụy, bây giờ cách ăn mặc của Ninh Nhụy Nhụy không hợp với chỗ này cho lắm, vì nàng đang mặc bộ đồ thể thao bình thường. Nhưng cho dù vậy, nàng vẫn như cũ có loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà, dù sao, gương mặt và dáng người của nàng họ ẩn toàn có thể nghiền ép những người xung quanh. Lại thêm chiều cao của nàng, đặc biệt là đôi chân dài kia có thể trực tiếp giết chết người ta trong nháy mắt, cho dù A Cửu xuất hiện, cũng không cách nào che giấu phong thái của Ninh Nhụy Nhụy. Tiểu muội chân dài, bộ quần áo này của ngươi thật xấu. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nói rất chân thành, cô có muốn đi thay bộ quần áo khác không, cô nhìn các nàng mặc quần áo đẹp hơn cô nhiều. Không cần ngươi nhìn, Ninh Nhụy Nhụy thở phì phò nói, này, Cửu tỷ đâu? Có phải ngươi đi chung với Cửu tỷ không? Tiểu muội chân dài, bên cạnh cô không có người bảo vệ cô sao? Hạ Thiên thấy hơi kỳ lạ, sao cô lại tới đây một mình? Hạ Thiên suy nghĩ, tỏ vẻ ngạc nhiên hơn, tiểu muội chân dài, chẳng lẽ cô vì quá nhớ ta cho nên lén lút chạy ra ngoài? Có ma mới nhớ ngươi, ta thật sự không biết ngươi ở đây. Ninh Nhụy Nhụy lại bị chọc tức, tên lưu manh này quá tự luyến. Sao nàng lại nhớ hắn được? Tiểu muội chân dài, ta giống soái ca như vậy, sẽ có rất nhiều mỹ nữ nhớ ta, cô nhớ ta cũng rất bình thường, không có gì ghê gớm. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Sau đó, Hạ Thiên lại lẩm bẩm, thần tiên tỷ tỷ chắc cũng đang nhớ ta,
muội muội chân dài chắc cũng sẽ nhớ ta nhỉ. À, băng băng nhất định sẽ nhớ ta, cô vợ tóc vàng sẽ càng rất nhớ ta, vợ sư tỷ chắc cũng rất nhớ ta. Ừ, ngươi xong chưa? Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được, ngươi có phải muốn một lần nhắc đến hết biệt danh của những nữ nhân kia mới ngừng lại hay không? Tiểu muội chân dài, ta làm sao cảm giác cô giống như đang ghen vậy? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, mặc dù cô ghen cũng rất bình thường, có điều bây giờ cô không phải vợ của ta, nên không có tư cách ghen. Ta, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy nói chuyện với Hạ Thiên chính là một sai lầm, coi như vậy đi, ta mặc kệ ngươi, ta đi vào trong tìm cửu tỷ. Ninh Nhụy Nhụy bước ra đôi chân dài nghịch thiên của nàng, hai bước tương đương với bốn bước của người khác, trong nháy mắt đã chạy vào trong biệt thự. Hạ Thiên cũng không đuổi theo, chỉ là lướt qua bốn phía một chút, vẫn không có nhìn thấy hai người bảo vệ Ninh Nhụy Nhụy thuộc ám tổ, không khỏi nhíu mày, điều này thật sự không bình thường lắm. Chẳng lẽ hai người kia trốn việc? Cuối cùng Hạ Thiên vẫn không có tìm hiểu hai người phụ trách bảo vệ Ninh Nhụy Nhụy thuộc ám tổ kia có trốn việc hay không, nguyên nhân rất đơn giản, hắn lười quản mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Đây chân chính là một bữa tiệc lớn, Trần Long Hạ Nhã rõ ràng đã chuẩn bị, tổ chức rất chu đáo, khu vực được bố trí tiệc rất lớn, bãi cát bên ngoài biệt thự, lầu 1 của biệt thự là phòng khách, biệt thự còn có lầu 2, đều có thể tùy ý sống phóng túng. À, đương nhiên, mặc dù nhìn qua rất tùy ý, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lầu 2 của biệt thự chính là khu vực trung tâm, là nơi của những người có được thư mời chân chính kia. Còn lầu 1 và bãi cát bên ngoài, thì khá tùy ý. Bây giờ, Hạ Thiên không hề có dự định đi vào, hắn ở ngay bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, còn A Cửu có phải đã thay quần áo xong hay không, thật ra hắn cũng không quan tâm lắm. Thật sự rất nhàm chán. Hạ Thiên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp theo bắt đầu hoài nghi bản thân tới đây có phải là sai lầm, tại sao hắn lại đồng ý theo A Cửu tới nơi này chứ? Đặc biệt là nha đầu A Cửu cũng không có ngoan, buổi tối đều không chơi đùa với hắn, hắn cũng không có lý do theo nàng tới đây chơi. Nhưng vấn đề là, bây giờ những người khác cũng không chơi với hắn, bây giờ, vợ Tiểu Y Y khá bận rộn, hắn không thể làm gì khác hơn là không đi quấy rầy nàng, vợ Y Y phải đi ra nước ngoài, nói không chừng hiện tại còn đang ở trên máy bay đấy. Mặc dù tiểu muội chân dài đuổi tới nơi này tìm hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy dáng người của tiểu muội chân dài không tốt, mấu chốt nhất là, hắn nhìn thấy tiểu muội chân dài, đã không nhịn được nhớ tới muội muội chân dài, điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của hắn. À, quan trọng hơn là, lúc nào hắn cũng muốn so sánh dáng người của tiểu muội chân dài với muội muội chân dài, nhưng tiểu muội chân dài kia, ngoại trừ đôi chân rất dài, thì không có bất kỳ ưu thế nào. À, kỳ thực dáng người của tiểu muội chân dài vẫn rất có tiềm lực phát triển. Hạ Thiên lại lẩm bẩm, gần đây hắn thật sự là quá nhớ muội muội chân dài, hay là trước tiên cứ dứt khoát biến tiểu muội chân dài thành vợ nhỏ, sau đó thay đổi nàng ấy một chút nhỉ? Ví dụ như, dùng nghịch thiên đệ bát châm tẩy tủy cho nàng, có thể khiến cho nàng trở nên xinh đẹp hơn, tiếp theo làm chút việc hắn yêu thích, đã có thể khiến cho dáng người của nàng trở nên tốt hơn, nói như vậy, nói không chừng hắn cũng sẽ không nhớ muội muội chân dài nữa. Suy nghĩ này không tệ, đợi lát nữa đi tìm, thương lượng với tiểu muội chân dài một chút nhỉ. Hạ Thiên đang cực kỳ nhàm chán, cuối cùng đưa ra quyết định như thế. À, anh rể ngươi làm sao cũng ở nơi đây vậy? Một âm thanh ngạc nhiên truyền tới. Âm thanh này rất quen tai, buổi chiều vừa mới nghe qua nhỉ. Hạ Thiên mở to mắt, đang có chút buồn bực, Thuần Thuần, ngươi làm sao lại chạy tới nơi này gạt người nữa vậy? Người đến chính là Thạch Thuần, hơn nữa bây giờ, Thạch Thuần đã thay một bộ đồ khác, mặc dù không phải lễ phục dạ hội gợi cảm kia, nhưng cũng là một bộ váy dài lộng lẫy, làm cho nàng càng thêm thanh thuần thoát tục, ít nhiều có thêm mấy phần quyến rũ trưởng thành. Hạ Thiên nhìn chằm chằm dáng người của Thạch Thuần mấy giây, lẩm bẩm, a. Bộ dáng này của Thuần Thuần ngươi xem ra đã thay đổi tốt hơn. Ngươi sẽ không độn thêm thứ gì bên trong chứ? Anh rể ngươi nói như vậy sẽ bị đòn đó biết không? Thạch Thuần vẫy nắm tay nhỏ một chút, người anh rể này quá khinh người, thế mà hoài nghi nàng lót thêm món đồ gì ở bên trong. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu, mặc kệ ta nói thế nào, đều không có người đánh được ta. Hừ, đó là bọn hắn chẳng thể đánh ngươi, nếu không thì sớm đánh ngươi rồi. Thạch Thuần yêu kiều hừ một tiếng. Dù như vậy đi, ta mặc kệ anh rể ngươi, ta đi vào tìm người đây. Thạch Thuần lôi kéo Tôn Vân bên cạnh, đã vội vàng đi vào bên trong. Ngược lại Tôn Vân mặc lễ phục vào, nhìn thì cũng có chút ít gợi cảm, nhưng nàng ất rõ ràng không phù hợp xuất hiện cùng với Thạch Thuần. Không có bao nhiêu nữ nhân thích hợp xuất hiện cùng với Thạch Thuần, vì lúc nào các nàng cũng sẽ bị Thạch Thuần cướp mất hào quang.
Soái ca, ngồi một mình à? Lúc này, một giọng nói có chút nhu mì truyền đến. Hạ Thiên lại nhìn lại theo nơi phát ra âm thanh, đã nhìn thấy một nữ nhân, một nữ nhân mặc trang phục rất gợi cảm, đương nhiên, nữ nhân đó cũng có để lộ chút vốn liếng của bản thân, dù sao dáng người ấy rất tốt. Vấn đề là, không đẹp bằng vóc người của Thạch Thuần. Do đó, Hạ Thiên nhìn nữ nhân này một chút, không có hứng thú, nhìn nàng ta còn không bằng nhìn Thuần Thuần cơ. Nhìn tiểu muội chân dài cũng được nha, còn không được nữa thì có thể nhìn A Cửu mà. Soái ca, ta nhìn ngươi một mình dường như rất nhàm chán. Có muốn ta bồi ngươi một chút hay không? Nữ nhân đó lại mở miệng nói. Không muốn, Hạ Thiên rất thẳng thắn từ chối, ngươi quá xấu. Mặc dù, Hạ Thiên rất nhàm chán, nhưng hắn tuyệt đối không cần nữ nhân xấu đến tiếp hắn. Hắn tình nguyện đi tìm Cửu nha đầu và tiểu muội chân dài. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân đó sững sờ, lập tức cho rằng mình nghe lầm. Ta nói ngươi rất xấu, đừng làm phiền ta. Hạ Thiên trừng mắt với nữ nhân này, có chút không nhịn được nói. Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Nữ nhân kia lập tức điên lên, ánh mắt của ngươi mù à? Ta xấu ở chỗ nào? Ngươi không có tiền cũng đừng làm ra vẻ. Ta không xấu, hơn nữa cả nhà ta đều rất đẹp. Hạ Thiên lười biếng nói, con mắt của ta cũng không mù, ngươi vốn rất xấu xí, nha hoàn nhà ta còn dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Hạ Thiên duỗi lưng một cái, đứng lên, quên đi, ta vẫn nên đi vào tìm nha hoàn nhà ta thôi, đỡ phải bị loại nữ nhân xấu xí như ngươi đến quấy rối ta. Hạ Thiên đi vào bên trong, mới đi hai bước, đằng sau lại đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, có ai không, vô lễ a, cứu mạng a. Âm thanh này rất nhạy bén, đến mức lập tức khiến cho rất nhiều người đều bị thu hút tập trung qua đây, trên bờ cát có không ít người đang bao vây về phía bên này, mà bên trong biệt thự, giống như đang có người đi ra. Mọi người mau nhanh bắt lấy tên lưu manh đi lang thang kia, chính là hắn, hắn vô lễ với ta. Chính là nữ nhân vừa rồi kêu to lên, mà bây giờ, nàng ta đang dùng tay chỉ vào Hạ Thiên. Vô lễ, hôm nay, trời vẫn còn chưa tối, đã bắt đầu không đứng đắn rồi hả? Cái tên này là ai vậy? Nhiều nữ nhân như vậy, không thể đi tán một người à? Dáng dấp không được nha, không cua được cô nào. Đây là không thương lượng được giá tiền à? Hay là chơi xong không trả tiền? Lời đó của ngươi có ý gì? Ngươi không biết sao, nữ nhân kia chính là ngoại vi đó, mấy vạn đồng một buổi tối, đưa tiền là được. Ngươi làm sao biết rõ như vậy? Ngươi từng chơi qua. Ách, chuyện này. Không ít người ở đó bắt đầu thấp giọng bàn luận, cũng không có ai thật sự đánh tên lưu manh đi lang thang kia. Loại tiệc tùng như vậy cho dù có xảy ra chuyện gì, mọi người đều sẽ để cho chủ nhân của bữa tiệc đến xử lý. Này, xấu xí, chớ ở nơi này tung tin đồn nhảm, bộ dạng của ngươi xấu như thế, ta làm sao có thể vô lễ với ngươi. Hạ Thiên có chút không vui, còn nữa ta vừa nghe người ta nói ngươi là ngoại vi gì đó, mấy vạn đồng một buổi tối. Ta mới không thèm vô lễ với loại hàng tiện nghi rẻ tiền như ngươi đấy. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nữ nhân kia sắp tức điên lên, nói cái gì mà hàng tiện nghi rẻ tiền mấy vạn đồng một buổi tối, mấy vạn đồng cũng không dễ có được tiện nghi. Ở trong nghề, nàng coi như khá đắt tiền đấy. Ta mặc kệ loại người xấu xí như ngươi, đừng làm phiền ta, nếu dám làm phiền ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Bây giờ, Hạ Thiên không có tâm trạng nói chuyện với loại nhân vật này, chớp mắt một cái. Đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nói tiếp các ngươi nhìn đi, ta muốn vô lễ cũng là vô lễ với nữ nhân xinh đẹp như nàng, ta cũng không phải người có phẩm vị kém. Theo ánh mắt của Hạ Thiên, mọi người thấy một nữ nhân khiến cho nam nữ ở đây đều cảm thấy vô cùng kinh diễm, mà nữ nhân đó chính là A Cửu. Bây giờ, A Cửu thật sự đã đổi thành bộ lễ phục dạ hội, A Cửu vốn có mấy phần tiên khí, thay bộ lễ phục dạ hội gợi cảm này, trên cơ thể toát lên vẻ thánh khiết xen lẫn yêu mị. Có vẻ vô cùng mị hoặc, động lòng người. Cửu nha đầu, mau tới đây để ta phi lễ một chút. Hạ Thiên nhìn A Cửu, cười hì hì, miễn cho người ta nghi ngờ với loại người quái gì kia. Bệnh tâm thần, A Cửu tức giận mắng một câu, tên hỗn đản đó lại đang làm cái gì vậy? A Cửu thật sự cố ý đến tìm Hạ Thiên, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình cảnh này, mà nàng rõ ràng không muốn phối hợp với Hạ Thiên làm loại chuyện đó, không phải sao? Mắng Hạ Thiên một câu như vậy, nàng đã xoay người chuẩn bị đi vào bên trong. Nhưng một giây sau, A Cửu đã biết, bản thân không chạy được. Vòng eo nhỏ bị siết chặt, Hạ Thiên đã ôm lấy A Cửu, tiếp theo, còn hôn lên mặt của nàng một cái. Sau khi hôn xong, Hạ Thiên cũng không có buông A Cửu ra, vẫn như cũ ôm nàng vào trong lòng, sau đó nhìn nữ nhân kia, này, xấu xí, bây giờ ngươi có thể cút xéo rồi.
Mọi người bốn phía trợn mắt hốc mồm, cái tên này thật đúng là nói vô lễ là vô lễ. Người kia thật giống như là cửu tiểu thư nha. Cửu tiểu thư của gia tộc nào? Không phải gia tộc nào hết, mà là Y Nhân Các. Vị kia là nha hoàn khuê phòng của Y Tiên tiểu thư. Không phải sao, thật là nàng đấy. Những người kia nhận ra A Cửu, lập tức đã cảm thấy Hạ Thiên là thần tiên, thậm chí ngay cả A Cửu đỉnh đỉnh đại danh của Y Nhân Các cũng dám vô lễ, điều đó thật sự quá mạnh. Nhưng, rất nhanh, bọn hắn đã cảm thấy Hạ Thiên càng mạnh hơn, vì, A Cửu bị hắn vô lễ, vẫn ngoan ngoãn ở trong ngực hắn, ngay cả động tác giãy giụa cũng không có. Này, Hạ Thiên cái tên lưu manh đáng chết ngươi, ngươi làm gì vậy? Thả Cửu tỷ ra, lúc này, một giọng nói bất mãn truyền đến, khiến mọi người giật mình tỉnh táo lại. Đám người lần nữa nhìn lại theo tiếng gọi, tiếp đó lần nữa có cảm giác kinh diễm. A Cửu vừa mới xuất hiện, đã khiến cho người ta kinh diễm một lần, mà nữ nhân mới xuất hiện này, so sánh với A Cửu, lại càng không kém chút nào, cho dù ăn mặc khá bình thường, nhưng gương mặt kia của nàng, cái dáng người kia, thật khiến người ta không nỡ rời ánh mắt. Đặc biệt là đôi chân dài ấy của nàng, đó đã không phải là chân chơi thường niên, mà là một chân chơi đẳng cấp, hai cái chân này, có thể khiến người ta chơi cả một đời cũng không ngán a. Ninh Nhụy Nhụy. Đó là Ninh Nhụy Nhụy. Oa, thật là Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy cũng tới. Hiện trường đột nhiên có chút rối loạn lên, Ninh Nhụy Nhụy có thể nói là loại nhân vật minh tinh có thể làm cho đủ loại người đều thích, không phải sao, có ít người lập tức lấy điện thoại di động ra, muốn chụp ảnh với Ninh Nhụy Nhụy, còn có người vọt thẳng về phía Ninh Nhụy Nhụy. Ninh tiểu thư, ta là người hâm mộ của ngươi, ta có thể chụp chung bức ảnh với ngươi không? Nhụy Nhụy tiểu thư, ta thật sự rất sùng bái ngươi, có thể ký tên cho ta hay không? Ninh tiểu thư, ta. Ninh tiểu thư, ta. Ninh tiểu thư người đâu rồi? Một đám người vọt tới bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy, vô số thiếu gia nhà giàu Thiên Kim tiểu thư lúc này đều hóa thân thành người hâm mộ cuồng nhiệt, không thể không nói, Ninh Nhụy Nhụy rất nổi tiếng. Đương nhiên, cũng không loại trừ có nam nhân muốn nhân cơ hội sàm sỡ, dù sao loại đại mỹ nhân Ninh Nhụy Nhụy này, có thể thuận thế chiếm chút tiện nghi, đối với một ít người mà nói, đó cũng là khá có giá trị. Nhưng, những người đó lại đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, không thấy Ninh Nhụy Nhụy đâu, giống như là bốc hơi khỏi thế giới này. Nhưng, ngay một giây sau, bọn họ đã nghe được âm thanh của Ninh Nhụy Nhụy, này, Hạ Thiên lưu manh nhà ngươi, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra, lần theo âm thanh đó nhìn lại, mọi người đã lập tức có chút căm uất, tên khốn khiếp này đến cùng là ai? Vừa mới vô lễ với vị cửu tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh kia, bây giờ thậm chí ngay cả Ninh Nhụy Nhụy cũng bị hắn vô lễ, hắn đây là đang muốn trở thành kẻ thù chung của toàn bộ mọi người sao? Bây giờ, ít nhất trên trăm ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, dáng vẻ như muốn giết chết Hạ Thiên, vì hắn đang ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại của Ninh Nhụy Nhụy đấy. Hắn ôm Ninh Nhụy Nhụy còn chưa tính, thế mà một tay khác còn ôm A Cửu, kỳ thực mà nói, ở hiện trường trái ôm phải ấp cũng không phải không có, cách đó không xa, cũng có một nam nhân đang ôm hai mỹ nữ. Nhưng vấn đề là, hai mỹ nữ kia, gần như chính là loại mấy vạn đồng một buổi tối, còn Hạ Thiên ôm hai mỹ nữ, đó chân chính là bảo vật vô giá. Ở đây không có biết bao nhiêu người, có thể nói một câu với hai người các nàng đã có thể hưng phấn rất lâu, nhưng Hạ Thiên lại trái ôm phải ấp hai người các nàng, chuyện này, thật sự như bị sét đánh vậy. Ngươi làm gì vậy? Lúc này, A Cửu cũng có chút nổi nóng, ngươi mau buông Nhụy Nhụy ra. Cửu nha đầu ngươi không cần ghen tị, ta thấy tiểu muội chân dài rất ước ao được ta ôm, cho nên cũng ôm nàng một chút. Hạ Thiên hì hì nở nụ cười, tiếp đó lại nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài. Bây giờ cô cũng không cần ghen ghét với cửu nha đầu, ta đối với hai người các ngươi đều tốt như nhau. Ai ghen ghét với cửu tỷ chứ? Ninh Nhụy Nhụy sắp điên lên, tóm lại ngươi mau buông ta ra. Mau buông Ninh tiểu thư ra. Đúng, thả Ninh tiểu thư ra. Người kia là ai vậy? Thật quá đáng, thế mà vô lễ với Nhụy Nhụy tiểu thư. Không ít người vây xem cũng hô lên, rõ ràng cực kỳ bất mãn đối với loại hành vi đó của Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài. Vốn là thế, ta rất muốn thả cô ra, có điều bọn họ bảo ta buông ra, ta liền buông, sẽ cực kỳ mất mặt, cho nên, trước tiên ta ôm cô một lát lại nói. Hạ Thiên hì hì nở nụ cười, lại buông lỏng A Cửu ra, thuận thế ngồi xuống bên cạnh, đồng thời hai tay ôm Ninh Nhụy Nhụy một cái, đặt nàng ở trên đùi. Tiếp theo, Hạ Thiên lười biếng nhìn bốn phía một chút, a, ta chính là muốn ôm tiểu muội chân dài, nếu các ngươi không phục, có thể tới đánh nhau với ta. Nếu các ngươi có ai có thể đánh được ta sẽ cho các ngươi ôm tiểu muội chân dài.
Này, ta không phải là tiền đặt cược của ngươi. Ninh Nhụy Nhụy vùng vẫy mấy lần, phát hiện không được, ngược lại làm cho tư thế giữa hai người trở nên càng thêm mập mờ, cũng không dám động. Tiểu muội chân dài, cô không cần lo lắng, mặc dù cô còn chưa phải là vợ của ta, nhưng ta cũng sẽ không tặng cô cho người khác ôm, ngược lại bọn họ cũng không có ai đánh thắng được ta. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ninh Nhụy Nhụy có chút tức giận, nàng lo lắng không phải vấn đề này có được hay không, nàng chính là không muốn bị hắn vô lễ mà thôi. Tuy nói, nàng thật sự đã bị hắn vô lễ rất nhiều lần. À, tiểu muội chân dài, ta làm sao cứ có cảm giác, mấy ngày không gặp dáng người của ngươi đã khá hơn một chút. Mấy ngày nay có phải có luyện tập hay không? Hiện tại, Hạ Thiên lại mở miệng nói. Ninh Nhụy Nhụy âm thầm cắn răng, tên lưu manh này thật đúng là sẽ nói hưu nói vượt. Mới mấy ngày dáng người làm sao có thể thay đổi được. Mặc dù nàng xác thực đang bắt đầu luyện tập, chính là tu tiên pháp quyết Hạ Thiên dạy trước kia, cảm giác có chút hiệu quả, nhưng kỳ thật cũng không rõ ràng, hơn nữa, nàng không cảm thấy thứ đó có thể khiến cho dáng người thay đổi được. Vị tiên sinh này, ta không quản ngươi là ai, cũng không chắc ngươi và Ninh Tiểu Thư đến cùng quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ Ninh Tiểu Thư rõ ràng không muốn ngồi ở trên thân thể ngươi, cho nên, ta đề nghị ngươi lập tức buông nàng ra. Ngay lúc này, một âm thanh truyền đến, nếu không, sợ là chúng ta thật sự cần quyết đấu một trận. Chờ một chút, đúng vào lúc ấy, một giọng nói lại truyền đến, một nam tử tuổi trẻ vội vàng đi ra từ bên trong biệt thự. Trần Đại Thiếu đến. Trần Thiếu gia xuất hiện, lần này tốt rồi, hắn chắc sẽ bị xử lý. Người vừa đến không phải là người khác, chính là chủ nhân nơi này, Trần Long. Trần Long bước nhanh đi đến trước mặt Hạ Thiên, một mặt khách khí, Hạ Thần Y, thật không tiện. Vừa có việc xảy ra làm chậm trễ, không biết anh đã tới nơi này, nếu không thì, bây giờ anh và cửu tiểu thư. Trần Long dừng lại một chút, lại nhìn Ninh Nhụy Nhụy một chút, sau đó tiếp tục nói, còn có Ninh tiểu thư, các ngươi đi lên lầu 2 trước được không? Cửu nha đầu, lầu 2 chơi vui không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Chơi vui, A Cửu tức giận nói. Ừ, vậy được, đi lầu 2 đi. Hạ Thiên đứng lên, lại như cũ ôm Ninh Nhụy Nhụy, cũng không có ý nghĩ buông nàng ra. Vừa nãy, Hạ Thiên còn rất nhớ với Dạ Ngọc Mị muội muội chân dài kia, nên bây giờ, ôm tiểu muội chân dài Ninh Nhụy Nhụy có thể xoa dịu cho hắn một chút. Đặc biệt là đôi chân dài kia của Ninh Nhụy Nhụy, mang đến cho hắn cảm giác rất tốt, cho nên không muốn thả ra. Chờ đã, bên cạnh truyền đến một giọng nói, chính là nam nhân mới vừa rồi nói muốn quyết đấu với Hạ Thiên, nam nhân đó rất cao to khỏe mạnh, thoạt nhìn là loại khá biết đánh nhau. Mã tiên sinh. Vị Hạ Thần Y này là khách quý tôn kính nhất của Trần Long ta. Trần Long nhìn về phía nam nhân kia, rõ ràng hắn quen biết người kia. Trần Đại Thiếu, ta không biết vị Hạ Thần Y này là ai, ta cũng rất tôn trọng ngươi, nhưng bây giờ hắn quá không tôn trọng Ninh Tiểu Thư. Nam tử họ Mã giọng điệu bình tĩnh, ta không thể ngồi xem không quan tâm. Mã tiên sinh, ta nghĩ, ngươi không bằng hỏi ý kiến của Ninh Tiểu Thư một chút, tất cả mọi người đều là người sáng suốt. Ta nghĩ Ninh Tiểu Thư và Hạ Thần Y, chắc vốn rất quen thuộc đó. Trần Long nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên đã quan sát mới rút ra kết luận. Ninh Nhụy Nhụy vốn muốn nói không quen với Hạ Thiên, nhưng cuối cùng lại không nói ra, vì trên thực tế, nàng chính xác rất quen thuộc với hắn. Ninh Tiểu Thư, ta cũng không muốn xen vào việc của người khác, cho nên, cô có thể nói rõ cho ta biết cô Hy có vọng ta quyết đấu với vị Hạ Thần Y này không? Nam tử họ Mã nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, ánh mắt hơi có chút nhiệt huyết. Sau khi làm anh hùng cứu mỹ nhân, lại được ôm mỹ nhân về, có rất nhiều nam nhân đều có kinh nghiệm với chuyện ấy. Đặc biệt là mỹ nữ cực phẩm như Ninh Nhụy Nhụy, nếu có cơ hội âu yếm, đây tuyệt đối là không thể bỏ qua. Nam tử họ Mã cũng không ngốc, hắn thật ra cũng nhìn ra ở giữa Ninh Nhụy Nhụy cùng Hạ Thiên chắc rất thân quen, nhưng hắn cho rằng, ở giữa Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy bây giờ có mâu thuẫn. Cho nên, hắn muốn tóm lấy cơ hội đó. Ninh Nhụy Nhụy nhìn nam tử họ Mã một chút, hơi do dự một hồi, tiếp theo cuối cùng mở miệng, cảm ơn Mã tiên sinh quan tâm, có điều, ta không cần. Ninh Nhụy Nhụy kỳ thực có một tia xúc động, để cho người này thật sự đánh một trận với Hạ Thiên, nhưng nàng càng hiểu rõ, người đó làm sao có thể đánh thắng được Hạ Thiên. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản là, Ninh Nhụy Nhụy biết nam nhân này có ý đồ gì. Nếu nàng chủ động yêu cầu nam nhân này tiến hành cái gọi là quyết đấu với Hạ Thiên, tiếp theo người kia sẽ bị Hạ Thiên đánh rất thảm, nói không chừng nàng còn có thể bị người đó dùng lý do đó quấn lấy, mà điều đấy, nàng không muốn. À, tiểu muội chân dài, lần này cô rất ngoan đó. Hạ Thiên hì hì nở nụ cười, à, ta quyết định, nhìn mức độ ngoan của cô so với cửu nha đầu,
trước tiên thăng cấp cho cô thành vợ nhỏ. Này, người có thể đi vào trước hay không? Bây giờ, Ninh Nhụy Nhụy chỉ muốn tìm một chỗ ít người trốn đi, chuyện khác cũng không muốn so đo, ngược lại ở trước mặt Hạ Thiên, nàng đã từng ăn qua thiệt thòi càng lớn hơn. À, vậy thì đi vào đi. Hiện tại, Hạ Thiên rất hài lòng, cứ như vậy ôm Ninh Nhụy Nhụy đi vào, tiếp theo đi thẳng lên lầu 2. Lầu 2, tương đối ít người, mà Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy xuất hiện, cũng thu hút không ít ánh mắt, lúc này, A Cửu cũng xuất hiện bên cạnh Trần Long, càng có nhiều người chú ý hơn. Hạ Thần Y, anh tới rồi. Một cô gái xinh đẹp bước nhanh hướng về phía bên này, đó chính là vị hôn thê của Trần Long, Hạ Nhã. Sau đó, Hạ Nhã đã hướng nhìn về Ninh Nhụy Nhụy, ánh mắt lóe lên một tia khác thường, tiếp theo đưa tay ra hướng về phía Ninh Nhụy Nhụy, chào cô, Ninh tiểu thư, nghe đại danh đã lâu, vẫn là lần đầu tiên tận mắt được gặp cô ngoài đời. Này, người có thể để ta xuống hay không? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên, có chút tức giận. Lần này, Hạ Thiên ngược lại thả Ninh Nhụy Nhụy xuống, nhưng vẫn ôm eo của nàng, điều đó khiến Ninh Nhụy Nhụy có chút sụp đổ, tên lưu manh này trước kia không phải không có hứng thú gì đối với nàng sao? Làm sao hôm nay đột nhiên lại có hứng thú rất lớn đối với nàng chứ? Tên lưu manh đó có thể đừng thay đổi mạnh mẽ như thế được hay không? Cuối cùng Ninh Nhụy Nhụy quyết định không để ý tới Hạ Thiên, bắt tay, nói với Hạ Nhã, chào Hạ tiểu thư, không mời mà tới, mong rằng chớ để ý. Lời đó của Ninh tiểu thư khách khí, cho dù cô tới lúc nào, chúng tôi đều cảm thấy rất vinh hạnh. Hạ Nhã mỉm cười, hơn nữa, cô là bạn bè của Hạ Thần Y, vậy đương nhiên là khách mời tôn quý nhất của chúng ta. Không phải bạn bè, bây giờ nàng ấy là vợ nhỏ của ta. Hạ Thiên nói rất chân thành. Ta mới không, Ninh Nhụy Nhụy đang muốn phản bác, lại đột nhiên bị cơn giận dữ gầm lên cắt ngang, Trần Long, ta muốn giết ngươi. Đây là một nữ nhân chừng 30 tuổi, tóc ngắn. Dáng dấp thật ra cũng không tệ lắm, ăn mặc có chút trung tính, thậm chí có thể nói là nam tính. Nữ nhân tóc ngắn lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, có điều mặc dù nàng nói muốn giết chết Trần Long, nhưng trong tay lại không cầm bất kỳ vũ khí nào, cái gọi là muốn giết Trần Long, đoán chừng cũng chính là dùng để biểu hiện sự giận dữ của nàng mà thôi. Tiếng giống giận này đương nhiên đã kinh động đến tất cả mọi người có mặt trong phòng, Trần Long và Hạ Nhã cũng đồng thời quay đầu lại, sau đó sắc mặt hai người hơi biến đổi. Hạ Nhã lập tức đi tới nghênh đón nữ nhân tóc ngắn kia. A Quân, Hạ Nhã rõ ràng là nhận biết đối phương, nhưng nàng chỉ kịp hô một tiếng như vậy. Trần Long, ngươi đã làm cái gì với Nhã Nhã? Chính ngươi là người ép buộc nàng chia tay với ta đúng không? Nữ nhân tóc ngắn vào tới trước mặt Trần Long, có vẻ tức giận dị thường, ngươi nói đi, có phải ngươi đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì đó, nếu không thì tại sao Nhã Nhã lại đột nhiên chia tay với ta? Chia tay? Nghe được hai chữ này, ánh mắt của mọi người bắt đầu trở nên có chút đặc sắc, ngay cả Ninh Nhụy Nhụy bị Hạ Thiên ôm cũng có chút ngạc nhiên, nàng thử nhìn nữ nhân tóc ngắn kia, sau khi đã xác định đối phương là nữ nhân rồi lại nhìn thoáng về phía Hạ Nhã, trong lòng có chút không quá hiểu rõ tình trạng. A Cửu thì lại bình tĩnh như thường, bởi vì nàng đã biết tình huống của Hạ Nhã. Bây giờ sắc mặt của Trần Long và Hạ Nhã đều không dễ nhìn, bởi vì những chuyện lúc trước của Hạ Nhã chính là bí mật, không có người nào biết, nhưng bây giờ lại nháo ra chuyện như vậy. Sợ rằng hôm nay tất cả mọi người đều biết hết rồi. Nếu như Hạ Nhã thực sự là đồng tính luyến ái, nháo ra chuyện như vậy có lẽ cũng không phải là việc gì quá xấu, bởi vì việc này được công khai thì có lẽ sẽ có chỗ tốt cho nàng. Ít nhất là sau này nàng có thể sống cuộc sống của chính mình. Nhưng vấn đề bây giờ là, thật ra Hạ Nhã thật sự không phải là đồng tính luyến ái, hơn nữa nàng đã được Hạ Thiên chữa lành, cũng sắp kết hôn sinh con với Trần Long, bây giờ lại nháo ra chuyện đó. Mặc kệ là Trần Long hay Hạ Nhã, e rằng đều sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự của hai người. Mà nhà họ Trần và nhà họ Hạ hiển nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có chút kỳ quái, lúc này, Hạ Thiên lại lẩm bẩm nói một câu. Kỳ quái cái gì? Ninh Nhụy Nhụy có chút tò mò, nàng hình như đã quên bản thân còn đang bị Hạ Thiên ôm, đương nhiên cũng có thể đã quen rồi. Nữ nhân này rõ ràng là thích nam nhân mà. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, xem ra là nàng ta đang giả vờ. Hạ Thần Y, anh nói Lâm Quân, chính là nữ nhân kia, nàng thích nam nhân. Trần Long lại nghe được lời nói của Hạ Thiên, vội vàng đi tới thấp giọng hỏi. Hạ Nhã đứng gần đó nên cũng nghe được những gì Hạ Thiên vừa nói, nàng vốn dĩ chuẩn bị nói gì đó với nữ nhân tóc ngắn Lâm Quân kia, bây giờ, lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, đồng thời không nói chuyện. Đúng vậy, thật ra vào thời điểm hai người các ngươi đang ngủ với nhau thì nàng ta cũng đang ngủ với một nam nhân khác.
Hạ Thiên thuận miệng nói, ta thấy nàng tới đây là cố ý gây sự với các ngươi. Nhã Nhã, xem ra Lâm Quân cố ý tiếp cận ngươi, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng triệt để phủi sạch quan hệ với nàng ta. Trần Long nói nhanh. Ừ, A Long, ngươi xử lý đi. Hạ Nhã hiển nhiên đã tin vào suy đoán của Hạ Thiên, lập tức đưa ra quyết định. Hạ Thần Y, về chuyện Lâm Quân thích nam nhân, anh có chứng cứ gì không? Trần Long lại nhìn về phía Hạ Thiên, đương nhiên ta tin phán đoán của anh, nhưng nếu không có chứng cứ xác thật thì có thể những người khác sẽ không tin. Bọn hắn có tin hay không thì ta cũng không quan tâm. Hạ Thiên hiển nhiên là không thèm quan tâm đến chuyện kia. Nè, nếu ngươi có biện pháp gì thì giúp bọn hắn một chút đi. A Cửu trừng mắt với Hạ Thiên, hiển nhiên là nàng biết rõ tác phong của hắn, việc không liên quan tới mình thì hắn sẽ không thèm để tâm tới. Nếu như nàng không nói thì chắc chắn Hạ Thiên sẽ lười giúp đỡ. Cửu tỷ, ta thấy tên lưu manh này chắc chắn là đang nói bậy bạ, ta mới không tin đâu. Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng. Tiểu muội chân dài, vợ nhỏ không tin lời chồng mình không phải là một cô vợ tốt, nàng như vậy sẽ bị đánh đòn. Hạ Thiên nói rất chân thành. Nè, ta thành vợ nhỏ của ngươi khi nào vậy? Ta chưa từng đáp ứng gì cả. Ninh Nhụy Nhụy chất vấn một cách rất bất mãn. Trần Long, ngươi không dám nói tiếp nữa sao? Ta biết ngay là ngươi đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ nào đó mà. Lâm Quân lại quát to lần nữa, mà giờ khắc này, những người khác đều nhìn về phía Trần Long và Hạ Nhã, rõ ràng là đều đang đợi bọn hắn phản ứng. Nè, rốt cuộc thì ngươi có chứng cứ hay không? Ninh Nhụy Nhụy lên tiếng hỏi. Lời của ta chính là chứng cứ. Hạ Thiên lười biếng nói, ừ, tiểu muội chân dài, nhìn ngươi bây giờ rất ngoan, ta thỏa mãn lòng tò mò của ngươi vậy. Hạ Thiên ôm eo nhỏ của Ninh Nhụy Nhụy, xúc cảm rất tốt, trong lòng cũng rất tốt, có cảm giác như đang ôm muội muội chân dài. Cho nên hắn quyết định lại triển lộ một chút bản lĩnh của mình trước mặt tiểu muội chân dài lần nữa. Như vậy thì tiểu muội chân dài chắc sẽ càng ngoan hơn. Nếu sau này muội muội chân dài vẫn không ngoan, như vậy hắn có thể để cho tiểu muội chân dài tương đối ngoan hơn chơi với hắn, vậy sẽ rất hoàn mỹ. Nhã Nhã, ngươi nói đi, rốt cuộc tên vương bát đản Trần Long kia đã làm gì ngươi? Ngươi nói cho ta biết đi, ta nhất định sẽ trả thù cho ngươi. Lâm Quân tiếp tục kêu to, nhưng lần này nàng chưa nói xong thì đã bị người ngắt lời. Nè nè, đầu óc người có bệnh rồi phải không? Người lên tiếng chính là Hạ Thiên, Trần Long làm cái gì với Hạ Nhã thì liên quan gì đến ngươi chứ? Nam nhân của ngươi ở bên kia kìa, bây giờ hắn đang đứng với một nữ nhân khác, không phải bây giờ ngươi nên đi tìm hắn sao? Hạ Thiên vừa dứt lời, đám người lập tức trở nên có chút hưng phấn, câu đó có ý gì? Lâm Quân có nam nhân. Thật ra ở đây có rất nhiều người biết Lâm Quân. Lời đồn Lâm Quân thích nữ nhân có rất nhiều người biết tới, đương nhiên, bọn hắn thật đúng là chưa từng được nghe nói đến chuyện Hạ Nhã cũng thích nữ nhân, cho nên mới vừa nhìn thấy Lâm Quân xuất hiện chỉ trích Trần Long, còn nói Hạ Nhã chia tay với nàng ta khiến cho mọi người có chút kích động, dù sao thì ở trong cái vòng này, việc Hạ Nhã thích nữ nhân chính là một tin đồn siêu cấp đại bát quái. Chỉ là bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện, hình như kịch bản bỗng dưng có chuyển biến. Lâm Quân lại có nam nhân. Chuyện kia dường như không có khả năng. Đám người đều nhìn về phía Hạ Thiên, muốn xem thử rốt cuộc đối phương là ai, mà khi mọi người nhìn thấy thì lập tức có chút tức giận, yến hội ở lầu 2 nguyên bản vẫn rất an tĩnh lập tức trở nên ồn ào. Tên kia là ai vậy? Người đứng bên cạnh hắn, không, không lẽ đó là cửu tiểu thư của Y Nhân Các? Hình như đúng rồi, xem ra hắn và cửu tiểu thư rất thân mật. Vừa rồi hắn còn ôm cửu tiểu thư, nhưng hắn còn đang ôm một người khác. Chuyện kia, tại sao ta lại cảm thấy người đó rất quen mắt? Đậu xanh, đó là Ninh Nhụy Nhụy. Tên vương bát đản đấy là ai vậy? Có thể trái ôm phải ấp hai đại mỹ nữ, một người là Ninh Nhụy Nhụy, một người khác là cửu tiểu thư. Quá khốn nạn, tiểu tử này từ đâu tới vậy? Lúc này, gần như tất cả nam nhân đều đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Đối với những người có thân phận như bọn hắn, trái ôm phải ấp không phải chuyện lớn lao gì, bọn hắn thường xuyên có cơ hội gặp dịp chơi như vậy. Nhưng nữ nhân có thân phận như A Cửu và Ninh Nhụy Nhụy là tuyệt đối không thể trái ôm phải ấp. Đối bọn hắn tới nói, có cơ hội tiếp xúc với nữ nhân như vậy là không biết đã được bao nhiêu vận may phủ xuống, nhưng bây giờ trước mắt bọn hắn, thế mà lại có tên khốn kiếp một lần ôm tận hai đại mỹ nữ, hơn nữa còn ở tình huống công khai như vậy. Công khai còn như vậy, không biết tên vương bát đản kia và hai người các nàng đã làm gì khi ở riêng với nhau đâu. Không ít người lén ảo tưởng cảnh tượng Hạ Thiên ở chung với hai đại mỹ nữ. Tuy hình ảnh kia không thể mô tả, nhưng lại khiến cho cảm xúc của bọn hắn mạnh mẽ bành trướng,
ước gì có thể lập tức dẫn bạn gái đi theo làm chút hành động thực tiễn một chút. Ngươi là ai? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Giọng nói tức giận của Lâm Quân lôi kéo mọi người thức tỉnh từ trong mơ màng, mà lời nói của nàng cũng nhắc nhở mọi người, hình như vừa rồi bọn hắn đã nghĩ sai về điểm mấu chốt. Mấu chốt hiện tại không phải là việc tên vương bát đản đó trái ôm phải ấp, mà là Lâm Quân có phải còn có một nam nhân. Ta chưa bao giờ nói bậy, nam nhân của ngươi đang đứng ở đằng kia, chính là ngươi, ngươi trốn cái gì chứ? Hạ Thiên giơ ngón tay chỉ vào một nam nhân trong đám đông, tiếp đó lắc đầu, ai, ta cảm thấy khẩu vị của ngươi rất nặng, bạn gái của ngươi còn dễ nhìn hơn cái kẻ giả nam nhân đầu óc có bệnh này nhiều. Lần này, mọi người đều nhìn về phía nam nhân mà Hạ Thiên đã chỉ ra, nam nhân đó còn rất trẻ, dáng dấp cũng không tệ, đeo kính nhìn khá thư sinh, mà bạn gái bên người hắn đúng là rất xinh đẹp, mặc dù không thể sánh bằng Ninh Nhụy Nhụy và A Cửu. Nhưng đối với người bình thường tới nói thì nàng ta cũng là một đại mỹ nữ. Ngươi nói bậy cái gì đấy? Giọng nói bất mãn tới từ chính vị mỹ nữ kia, nàng nhìn Hạ Thiên, ngươi đừng đứng đây nói hưu nói vượt, A Hạo không phải loại người như vậy. Ai, vừa rồi ta còn cảm thấy dáng dấp của ngươi không tệ, kết quả chỉ số thông minh lại kém như vậy. Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù tiểu muội chân dài nhà ta cũng rất ngốc, nhưng nàng ấy thông minh hơn ngươi nhiều, quả nhiên người càng có dáng dấp dễ nhìn thì càng thêm thông minh nha. Ninh Nhụy Nhụy có chút tức giận, nàng nhéo mạnh vào người Hạ Thiên, tiếp đó dự định vứt tay ra hỏa này ra khỏi đùi của mình, không để cho tên lưu manh này tiếp tục sàm sỡ. Hành động lại thất bại. Ngươi tin hay không thì tùy ngươi, dù sao thì một giờ trước hai người bọn hắn còn đang ngủ ở bên nhau. Hạ Thiên lười biếng nói, đúng rồi, ta muốn nói cho ngươi một tin tức không tốt lắm, kẻ giả nam nhân kia đã mang thai, mà gần đây, nàng ta cũng chỉ ngủ với bạn trai của ngươi. Cho nên đứa nhỏ đó chắc là con của hắn, vì vậy rất có khả năng là ngươi sẽ chia tay với bạn trai mình. Cái gì? Sắc mặt của mỹ nữ kia thay đổi, nàng nhanh chóng lùi lại mấy bước, cách xa nam nhân kia một chút, sau đó nhìn đối phương chất vấn, A Hạo, ta cho ngươi một cơ hội, nếu bây giờ ngươi thừa nhận thì ta còn có thể không so đo, coi như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng nếu như bây giờ ngươi không thừa nhận, sau đó bị ta điều tra được gì, vậy thì chúng ta chấm dứt tại đây. Thật ra các ngươi vốn dĩ đã xong rồi. Lúc này, Hạ Thiên lại bổ sung một câu, ngươi cũng ngủ với một người khác, là cái tên ở bên kia. Hạ Thiên lắc đầu cảm khái, tiểu muội chân dài, ta cảm thấy chúng ta nên chuyển sang nơi khác chơi đi, nơi này quá loạn. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy, trên thế giới này, người không có tư cách nói lời đó nhất chính là tên lưu manh Hạ Thiên, gia hỏa này mới rối loạn, đi khắp nơi tìm vợ nhỏ, còn có quan hệ mờ ám với Y Y tỷ và Cửu tỷ. Bây giờ còn lôi kéo nàng vào mớ lộn xộn này, còn có cả Lam Y Nhân, rồi cái gì mà đại yêu tinh, tiểu yêu tinh, ma nữ mộng mộng, hắn mới thật sự gọi là đại loạn. Nhưng vài phút sau, Ninh Nhụy Nhụy lại rất tán thành lời nói của Hạ Thiên, nơi này đúng là quá hỗn loạn, vì đã có mấy cặp trực tiếp vung tay đánh nhau. Đầu tiên là nam nhân của Lâm Quân và bạn gái của hắn cãi nhau, tiếp đó nữ nhân kia đi tìm một nam nhân khác, sau đó nam nhân đó cũng cãi nhau với bạn gái của mình. Sau đó ồn ào nhốn nháo cả buổi, lôi ra càng nhiều chuyện lung tung rối loạn hơn nữa. Không bao lâu, hai nam nhân đánh nhau, rồi qua một hồi, hai nữ nhân cũng lao vào đấu đá nhau. Tiếp theo, cả hiện trường rất hỗn loạn. Cửu tỷ, ở đây thật sự rất loạn, hay chúng ta rời khỏi đây đi? Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút muốn chạy. Được rồi, tiểu muội chân dài, chúng ta chuyển sang nơi khác chơi đi. Hạ Thiên lập tức tỏ vẻ đồng ý, ta có căn biệt thự ở đây, nơi đó chơi rất vui. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên, lập tức không muốn ra đi ngoài chơi nữa, tên lưu manh này vừa mở miệng là muốn mang nàng đi biệt thự, nghe một cái là biết hắn không muốn làm chuyện tốt lành gì. Cửu tỷ, ta thấy mình vẫn nên tiếp tục ở nơi này chơi một hồi. Ninh Nhụy Nhụy lập tức thay đổi chủ ý. Tiểu muội chân dài, người cũng thay đổi quá thất thường rồi. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn vốn dĩ nghĩ chơi với tiểu muội chân dài sẽ vui hơn. Người muốn đi biệt thự thì đi một mình đi. Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng, còn lâu nàng mới ở một mình với tên lưu manh này, đặc biệt là sau khi phát hiện hắn hình như càng có hứng thú với mình hơn. Điều đấy khiến Ninh Nhụy Nhụy có chút lúng túng, hắn nhìn như muốn nuốt chửng nàng, đến bây giờ còn không nỡ buông nàng ra đâu. Thật ra Ninh Nhụy Nhụy có chút nghĩ mãi không hiểu, lần trước ở thành phố Quế, lúc trong khách sạn nàng tắm rửa bị gia hỏa đó nhìn sạch sành xanh, nhưng hắn cũng không làm gì nàng nha, tại sao hôm nay nàng ăn mặc chỉnh tề thì hắn lại giống như muốn phát tình. Cửu nha đầu, hay chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nhìn A Cửu, tiểu muội chân dài lại trở nên không nghe lời, làm hắn muốn đổi người khác.
A Cửu liếc xéo Hạ Thiên một cái, nàng lười chẳng muốn để ý tới người này. Nhưng Ninh Nhụy Nhụy lại bị tức giận quá mức, nam nhân quả nhiên hay thay đổi thất thường, chưa được bao lâu mà hắn lại rời sự hứng thú sang Cửu tỷ rồi. Điều kỳ quái nhất chính là, tại sao hắn còn ôm nàng, hơn nữa còn đặt tay lên trên đùi nàng. Đừng cãi nhau, các ngươi đừng ồn ào nữa. Một tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên, có ai không, mau kêu người tới hỗ trợ đi, chồng ta tái phát bệnh tim rồi, các ngươi mau tới hỗ trợ đi. Hiện trường vốn dĩ đang hỗn loạn trở nên trật tự hơn nhiều sau tiếng thét chói tai này, bất luận là người đang đánh nhau hay gây gổ thì đều ngừng lại, tiếp đó mọi người cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Sau đó, bọn hắn thấy một nam nhân nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, một nữ nhân ngồi xổm ở bên cạnh, có vẻ vô cùng nôn nóng. Ở đây có bác sĩ không? Mau tới hỗ trợ, xe cứu thương không thể tới lập tức, có lẽ chồng ta không thể đợi tới lúc đó, các người hỗ trợ hô to xem ở đây có bác sĩ hay không. Nữ nhân kia lộ ra vẻ mặt sợ hãi tột độ, bác sĩ. Không ít người theo bản năng nhìn về phía A Cửu, có người đã lên tiếng. Đừng nóng vội, Cửu tiểu thư của y nhân các đang ở đây. Đúng thế, nhất định Cửu tiểu thư sẽ giúp đỡ. Vị tiểu thư này đừng quá lo lắng, có bác sĩ ở đây rồi. A Cửu lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, mà nữ nhân kia cũng nhìn về phía nàng với hai mắt tỏa sáng, cầu xin Cửu tiểu thư, cô cũng ở đây. Quá tốt rồi, Cửu tiểu thư, van cầu cô hãy cứu chồng ta. Cửu tiểu thư, ngươi xem, Trần Long nhìn về phía A Cửu, thật ra hắn vốn dĩ muốn nhờ Hạ Thiên hỗ trợ, nhưng mà hắn thấy tìm A Cửu cũng không khác biệt gì. Trường hợp trước đó rất hỗn loạn, nhưng Trần Long cố ý không đi xử lý, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn dùng trận hỗn loạn này để rời lực chú ý của mọi người, giống như bây giờ, đã không có người nào quan tâm việc của Hạ Nhã nữa. Nhưng bây giờ sắp xảy ra chuyện chết người, Trần Long không thể mặc kệ được nữa, dù sao thì đây cũng là địa bàn của hắn, nếu xảy ra việc gì ở đây thì người chịu trách nhiệm chính là hắn. Ta xem một chút, lúc này, A Cửu lên tiếng, tiếp đó đi về phía nam nhân kia. Nhưng nàng vừa mới bước ra hai bước thì phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích được. Ngươi làm gì vậy? A Cửu có chút tức giận, quay người trừng Hạ Thiên. Sở dĩ nàng không thể cử động chính là vì bị Hạ Thiên ôm, mà nhìn dáng vẻ thì Hạ Thiên không muốn buông nàng. Cửu nha đầu, ta không có làm gì nha. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, nhiều người như vậy, ta có thể làm cái gì chứ? A Cửu chán nản, tên khốn kiếp đó rõ ràng còn đang ôm nàng đấy, vậy mà còn nói không làm cái gì, hơn nữa hắn còn biết ở đây có nhiều người à. Người buông ta ra trước, ta cần phải cứu người. A Cửu có chút không vui. Nếu ngươi không muốn cho ta đi, vậy thì chính ngươi chữa đi. Cửu nha đầu, ta đã nói là y thuật của ngươi không được rồi mà. Hạ Thiên lắc đầu, hắn đã chết rồi, còn cứu gì nữa? Cái gì, người kia đã chết? Không thể nào, chết rồi ư, mới đó mà đã chết rồi. Rốt cuộc người này là ai vậy? Hắn lại còn nói y thuật của Cửu tiểu thư không được. Không biết, hình như người này là nam nhân của Cửu tiểu thư. Nhưng không phải hắn còn đang ôm Ninh Nhụy Nhụy sao? Tại sao Ninh Nhụy Nhụy lại như vậy chứ? Không phải nàng ta vẫn luôn không có bạn trai sao? Đám người vừa bàn tán vừa theo bản năng cách xa nam nhân nằm trên mặt đất, nếu hắn thật sự đã chết rồi, bọn hắn nên cách xa một chút thì tốt hơn. Chồng ta không chết, hắn thật sự còn chưa có chết, Cửu tiểu thư, van cầu cô mau tới đây xem hắn. Bây giờ, nữ nhân kia nôn nóng gào lên, người buông ta ra trước, cho dù hắn đã chết thì ta cũng phải đi xác nhận một chút chứ. A Cửu nói khẽ với Hạ Thiên, có phải tên khốn kiếp này có tật xấu gì không, làm gì mà nhất quyết không cho nàng đi qua bên đó. Dù muốn ôm nàng thì hắn không thể cùng qua đó với nàng sao. Cửu nha đầu, chỉ số thông minh của ngươi thật sự cần tăng lên nha. Hạ Thiên lắc đầu thở dài, ta không cho ngươi đi qua đương nhiên vì ngươi không thể qua, nếu ngươi tới đó thì có thể sẽ bị nổ chết. Cái gì, bị nổ chết? Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có bom? Không thể nào. Tại sao ở đây lại có bom chứ? Đám người lập tức xôn xao, nếu ở đây thật sự có bom vậy thì phiền phức rất lớn. Dù sao lúc này đã có mấy người chuẩn bị chạy trốn. Hạ thần y, anh nói nơi này có bom. Trần Long khẽ biến sắc, hiện tại ở đây có ít nhất vài trăm người, một khi có bom thì tử thương sẽ vô cùng thảm trọng. Nè, ngươi nói vậy là có ý gì? Bom gì? Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút hốt hoảng, điều đó cũng là chuyện bình thường. Đầu năm nay nghe được có bom mà còn không sợ thì cũng chỉ có loại người không bình thường như Hạ Thiên. Cho dù A Cửu là người tu tiên thì trong lòng cũng có chút lo lắng. Ngươi nói rõ ràng một chút, rốt cuộc chuyện này là sao? A Cửu trừng mắt với Hạ Thiên,
nàng tin tưởng Hạ Thiên sẽ không vô duyên vô cớ thêu dệt loại chuyện như vậy, nhưng vấn đề là, rốt cuộc chuyện quả bom là như thế nào? Thật ra chuyện đó rất đơn giản, tên ngu ngốc đã chết đó không phải là chồng của nữ nhân kia, trên người của hắn bị gài bom, chờ khi nào ngươi đi qua kiểm tra cơ thể của hắn thì hơn phân nửa bom sẽ nổ. Hạ Thiên lười biếng nói, a, hình như không đúng lắm. Hạ Thiên nhìn nữ nhân kia, ngươi giống như rất muốn cho cửu nha đầu đi qua, nói như vậy, người mà ngươi chân chính muốn nổ chết thật ra là cửu nha đầu. Như vậy xem ra, ngươi có thủ oán gì với cửu nha đầu à? Cái gì, thật sự có bom? Giả phải không? Điều này có phải hơi chút khoa trương không? Thôi thôi, ta thấy mình vẫn nên rời đi trước thì tốt hơn. Cái kia, Trần Đại Thiếu, ta còn có việc, ta về trước đây. Xin lỗi nha Hạ Nhã, ta đột nhiên có chuyện gấp, xin phép về trước. Hiện tại, mọi người vẫn chưa biết rõ là có bom thật hay không, nhưng rất nhanh mọi người đều có một suy nghĩ chung, mặc kệ là có bom hay không, đi về trước rồi nói sau. Nếu đã có người lập tức kiếm cớ muốn rời đi, thì những người khác cũng nhao nhao bắt trước, có câu 36 kế chuồn là thượng sách, rời đi mới là an toàn nhất. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Dừng lại, tất cả đứng lại cho ta. Một tiếng quát chói tai vang lên, ai dám cử động một bước thì ta sẽ cho bom phát nổ, các ngươi đừng ai nghĩ đi ra ngoài. Nghe được giọng nói đó, mọi người lập tức đã xác định được hai chuyện, đầu tiên, nơi này thật sự có bom, tiếp theo, bọn hắn không ra ngoài được. Tất cả mọi người lập tức ngoan ngoãn đứng tại chỗ, vì người vừa quát to chính là nữ nhân hoảng sợ khi nãy, mà giờ khắc này trên mặt nàng ta hoàn toàn không nhìn thấy chút sợ hãi, chỉ có một tia lạnh lùng và tàn khốc. Mà mỗi người cũng đều nhìn thấy trên tay nữ nhân kia cầm thứ gì đó, mặc dù không ai nhận ra đó là gì nhưng tất cả đều có xem phim, biết thứ đồ chơi kia hơn phân nửa chính dụng cụ kíp nổ. Ngươi thật là cái đồ sao chổi. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi trừng mắt với Hạ Thiên. Mỗi lần gặp phải tên lưu manh này đều không có việc gì tốt cả. Tiểu muội chân dài, ngươi lại không ngoan rồi. Hạ Thiên nói rất chân thành, hơn nữa, thật ra ngươi mới là sao chổi, nhưng ngẫu nhiên ngươi cũng lúc gặp may, đó chính là gặp ta, nếu không thì ngươi đã sớm chết rồi. Ninh Nhụy Nhụy lập tức không phản bác được, dù sao thì lời đó là sự thật. Ít nhất thì nửa câu sau là thật, nếu không gặp được Hạ Thiên thì nàng đúng là đã chết sớm, hơn nữa còn rất có thể bị chết rất khó coi. A cửu tiểu thư, tốt nhất là ngươi nên lập tức bước tới đây cho ta. Nữ nhân kia lại lên tiếng, nếu không thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ chôn cùng với ngươi. Nếu ngươi chỉ nhắm vào ta thì hãy để những người khác rời đi, hai chúng ta đơn độc giải quyết việc này. Giờ phút này, A cửu cũng rất bình tĩnh, thật ra đối với nàng mà nói thì đây cũng không phải là chuyện quá hiếm thấy. Nếu chỉ có một mình thì nàng hoàn toàn có thể chạy thoát khỏi trái bom này, nhưng bây giờ ở đây lại có nhiều người như vậy. Hơn nữa không gian không lớn, lỡ như bom nổ thật thì nàng không chắc mình có thể bảo vệ tất cả mọi người. Cho dù có Hạ Thiên ở đây thì nàng cũng không thể đảm đảm mọi người chắc chắn có thể an toàn. Ngươi tiến tới đây trước, nữ nhân kia lạnh lùng nói đừng hòng dở trò gì với ta, nếu không thì những người này đều sẽ bị ngươi hại chết. Nếu ta đi qua mà ngươi vẫn cho bom nổ thì sao? Giọng điệu của A Cửu rất bình tĩnh, nếu ngươi thật sự muốn giết ta thì có thể chờ mọi người rời đi rồi nổ bom bất cứ lúc nào. Gian phòng này nhỏ như vậy, ngươi muốn nổ chết ta thì ta đứng ở đâu cũng không ảnh hưởng gì. Nếu ngươi cảm thấy vị trí nào cũng vậy, thế thì tại sao ngươi không dứt khoát tới đây? Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy tính gì, ngươi muốn cho những người khác làm bức tường người đúng không? Không đợi A Cửu nói chuyện, nữ nhân kia tiếp tục nở nụ cười chế giễu, người khác đều cho rằng bác sĩ y nhân các ngươi đều là diệu thủ nhân tâm, ngươi và vị y tiên tiểu thư kia bị mọi người tâng bốc tận mây xanh. Giống như các ngươi chính là thần y hiếm có trên thế giới này. Nhưng từ đầu đến cuối, ngươi chỉ muốn cho những người khác thế mạng của mình mà thôi. Thì ra ngươi nhằm vào y nhân các chúng ta. Giọng của A Cửu vẫn bình tĩnh như cũ, mấy năm nay, người hãm hại y nhân các chúng ta rất nhiều, nhưng ta và tiểu thư chưa bao giờ đi giải thích, vì từ đầu đến cuối tiểu thư luôn tin tưởng, chúng ta làm gì mới là quan trọng nhất, dù hôm nay ta có chết ở chỗ này thì. Cửu nha đầu, có phải đầu óc của ngươi lại bị hư rồi đúng không? Lúc này, một âm thanh không mấy vui vẻ vang lên, cắt đứt lời của A Cửu, có ta ở chỗ này thì làm sao ngươi có thể chết được chứ? Người lên tiếng không ai khác chính là Hạ Thiên, bây giờ, cửu nha đầu rất xinh đẹp, nếu nàng ấy chết thì sẽ thật đáng tiếc, hắn sẽ không thể để cho nàng ấy chết được. Còn nữa, cửu nha đầu, ngươi nói nhảm với thứ ngu ngốc đó nhiều như vậy để làm gì? Nàng ta muốn nổ bom thì cho nổ bom thôi, dù sao thì nhan sắc của nàng ta đã xấu rồi.
nói không chừng bị bom nổ càng đẹp mắt hơn một chút. Hạ Thiên nói đến đây, hắn nhìn về phía nữ nhân kia rồi kêu to, nè, kẻ kém thông minh xấu xí kia, người muốn chết thì chết nhanh lên đi. Cửu nha đầu nhà chúng ta rất xinh đẹp, sẽ không chết với người đâu, người để tên ngu ngốc trên mặt đất kia đi với ngươi là được rồi. Một đám người vô cùng cạn lời, có phải gia hỏa đó muốn chết sớm không? Người ta có bom, hắn còn đứng đó mắng người ta là đồ xấu xí, lại còn lộ ra dáng vẻ ước gì người bấm kíp nổ nhanh một chút. Một số người âm thầm mắng Hạ Thiên, nếu muốn chết tới vậy thì chết một mình đi, tên vương bát đản này chiếm tận hai đại mỹ nữ cực phẩm, chết cũng tốt, nhưng bọn hắn không muốn chết nha. Nhưng bọn hắn lại sợ chọc giận nữ nhân mang bom kia, cho nên cũng chỉ dám thầm mắng ở trong lòng một chút mà thôi. Nè, tên lưu manh đáng chết này, người có bệnh à? Căn phòng nhỏ như vậy, nếu nàng ta thật sự muốn cho bom nổ thì chúng ta sẽ không thể nào trốn được. Ninh Nhụy Nhụy không thể nhịn được mắng một câu. Mặc dù nàng biết Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng không gian ở đây nhỏ như vậy, muốn chống lại sức công phá của bom cũng không dễ nha. Hơn nữa, cho dù gia hỏa kia không sợ, nhưng trong phòng, vẫn còn có mấy chục người bình thường, những người đó chỉ cần bị bom tác động một chút thôi là có thể sẽ chết. Tiểu muội chân dài, ta nghĩ ngươi nên ăn đu đủ nhiều chút để thông minh hơn. Hạ Thiên có chút không vui, bây giờ, tay hắn đang đặt trên đùi nàng không nỡ lấy ra, nếu không thì hắn đã đánh đòn nàng rồi. Ngươi mới cần ăn thuốc chống não tàn để bổ sung trí thông minh. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, tên lưu manh này quá khinh người, rõ ràng ngực nàng không nhỏ, thế mà cả ngày cứ bảo nàng ăn đu đủ. Hơn nữa nàng nhớ rõ đu đủ căn bản là không có hiệu quả kia, gia hỏa này danh xưng là thần y thế mà cũng dám nói hưu nói vượn. Hai người các ngươi có thể đổi thời điểm được chứ? A Cửu có chút cạn lời, trong lòng còn có chút cảm giác quái dị, hai người này liếc mắt đưa tình cũng nên chọn chỗ chứ, bây giờ là lúc nào rồi? Những người khác cũng đồng dạng chửi bậy ở trong lòng, hai người đó không thể diễn ân ái vào lúc khác sao? Người ta thường nói diễn ân ái đều chết sớm, lúc này, hai người bọn hắn là sợ bản thân mình chết không đủ nhanh à? À, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Một giọng nói dễ nghe vang lên, tiếp đó, ở cửa ra vào xuất hiện hai thiếu nữ. Một người trong đó thanh thuần thoát tục đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà người còn lại bình thường không có gì nổi bật. Thiếu nữ thanh thuần thoát tục kia nhìn thoáng qua bên trong, tiếp đó nhìn thấy Hạ Thiên, lập tức có chút kinh ngạc thốt lên, oa, anh rể, nhanh như vậy mà ngươi đã tìm được thêm một cô vợ mới rồi à? Nữ nhân đó chính là Thạch Thuần, nàng nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy mấy lần, tiếp đó lại nói, anh rể à, ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm. Chị gái này còn đẹp hơn so với A Cửu tỷ, khuôn mặt càng xinh hơn, có điều ngực hơi nhỏ chút, nhưng chân thật dài, ta muốn sờ. Ninh Nhụy Nhụy vốn dĩ nghe rất vui, dù sao thì Thạch Thuần đang khen nàng, nhưng sau đó lại nghe đối phương nói mình ngực nhỏ, nàng có chút bi phẫn, nàng mà nhỏ. Mà khi thấy Thạch Thuần chạy tới muốn sờ chân của mình, Ninh Nhụy Nhụy trợn tròn mắt, thế quái nào thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần này lại giống như nữ lưu manh vậy. Thấy bàn tay trắng nõn của Thạch Thuần muốn chạm lên đùi mình, Ninh Nhụy Nhụy phát hiện nàng không cách nào né tránh được. Nhất thời có chút buồn bực, chẳng lẽ nàng sắp bị một nữ nhân phi lễ sao? Nhưng một giây sau, Ninh Nhụy Nhụy phát hiện nàng không có bị phi lễ, bởi vì cơ thể của nàng đột nhiên cử động, lách mình tránh ra. Nè, Thuần Thuần, ngươi đừng có chiếm tiện nghi của ta. Hạ Thiên bất mãn trừng mắt với Thạch Thuần. Anh rể à, ngươi đừng oan uổng ta như vậy chứ, ta nào có chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Thạch Thuần không phục, tiểu muội chân dài là của ta, chân của nàng cũng là của ta. Người sờ chân nàng ấy tức là chiếm tiện nghi của ta. Hạ Thiên đáp một cách hùng hồn. Cái gì chứ, anh rể, người quá nhỏ mọn rồi. Thạch Thuần bĩu môi, hừ, chờ sau này ta quen biết chân dài tỉ tỉ, hai chúng ta cùng nhau đi chơi, ta thích sờ lúc nào thì sờ. Thạch Thuần quay đầu nhìn Ninh Nhụy Nhụy rồi cười hì hì, xin chào chân dài tỉ tỉ, ta là Thạch Thuần, Thạch trong thạch đá, Thuần trong đơn thuần, ngươi tên là gì? Không đúng, hình như ta đã nhìn thấy ngươi rồi thì phải. À, đúng rồi, chân dài tỉ tỉ, có phải ngươi tên là Ninh Nhụy Nhụy không? Ngươi chính là thần thoại thể dục trong truyền thuyết, đúng không? Ai, anh rể, ánh mắt của ngươi thật đúng là không thể nói nổi, loại mỹ nữ tỉ tỉ cực phẩm như vậy mà cũng có thể tìm ra. Thạch Thuần rất hưng phấn, lập tức làm nhảm đủ thứ, quần chúng đứng xem không khỏi kinh ngạc nhìn đám người Hạ Thiên, mà nữ nhân ôm bom kia không thể nhịn được nữa, nàng muốn kích bom nổ tung. Đủ rồi, các ngươi chết hết cho ta. Nữ nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp đó đột nhiên ấn xuống kíp nổ. A, bốn phía vang lên tiếng kêu sợ hãi, không ít người lập tức ôm đầu ngồi xuống,
mặc dù bọn hắn biết nếu bom nổ thật thì động tác này chẳng có tác dụng gì, nhưng bản năng cầu sinh đã điều khiển bọn hắn làm như vậy. Nhưng tiếng nổ trong dự đoán cũng không có vang lên, vài giây sau, tất cả mọi người đều nhìn về phía nữ nhân kia, chỉ thấy nàng ta liên tức ấn xuống kíp nổ, sắc mặt hoang mang và bối rối. Nè, đồ đần xấu xí, chưa có ấn nữa, bom đã hư rồi, người có làm thế nào thì cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Không, không thể nào. Làm sao mà bom có thể hư được? Nữ nhân kia thở hổn hển, sau đó nàng ta đột nhiên ngồi xổm xuống, cởi quần áo trên người nam nhân đã chết kia, tiếp đó đám người lại kinh hô một tiếng, bởi vì bọn hắn thật sự thấy được một quả bom. Rõ ràng, chuyện mang bom là có thật, mà sở dĩ quả bom không phát nổ, xem ra là thật sự bị hư. Mau bắt lấy nàng ta. Có người phản ứng lại, vài nam nhân vọt tới nữ nhân kia. Nhưng động tác của bọn hắn không đủ nhanh. Vì một bàn chân thon dài đã đá vào người nữ nhân kia khiến nàng ta ngã lăn trên mặt đất, nữ nhân ôm bom kêu một tiếng đau đớn rồi hôn mê bất tỉnh. Đừng có quấy rầy ta trò chuyện với chân dài tỉ tỉ. Một giọng nói bất mãn vang lên, người nói chuyện chính là Thạch Thuần, nàng tung một cước gạt ngã nữ nhân kia, sau đó lập tức trở lại bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy. Chân dài tỉ tỉ, ta nói cho người biết, anh rể của ta là người rất không đáng tin cậy. Hắn có rất nhiều vợ nhỏ, mỗi người đều rất đẹp. Đặc biệt là ngực đều lớn hơn ngươi. Ngươi ở với hắn không có tiền đồ đâu, chỉ bằng ngươi đi theo ta đi, hai ta cùng chơi. Thạch Thuần ngang nhiên công khai đào góc tường ngay trước mặt Hạ Thiên, kết quả có thể tưởng tượng được. Ai ra, Thạch Thuần sợ hãi kêu lên, anh rể, tại sao ngươi lại đánh ta? Nếu ngươi lại đánh ta, coi chừng sau này ta không làm vợ nhỏ của ngươi nữa. Bây giờ, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy rất đau đầu, đây là chuyện lung tung rối loạn gì vậy? Rốt cuộc thì cô nàng Thạch Thuần kia là em vợ hay vợ nhỏ của Hạ Thiên? Tiểu muội chân dài, Thuần Thuần là một kẻ lừa gạt, người đừng nghe lời của nàng ấy. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó nhìn Thạch Thuần, Thuần Thuần, người đi lừa gạt người khác đi, đừng đến chỗ ta lừa gạt tiểu muội chân dài. Tiểu muội chân dài rất ngốc, rất dễ dàng bị mắc lừa. Ninh Nhụy Nhụy lại muốn đánh người, tên lưu manh này lại gián tiếp ghét bỏ nàng ngực nhỏ. A Cửu càng muốn điên hơn. Người trong nhà tên khốn kiếp này đều không có ai bình thường, tiểu nha đầu Thạch Thuần đó cũng rất không bình thường. Yến hội ở lầu 2 rất hỗn loạn, sau khi phát hiện có bom, mọi người nhao nhao chạy xuống dưới, một lúc sau thì nơi này đã không còn ai, ngoại trừ Trần Long, Hạ Nhã thì cũng chỉ còn Tôn Vân lên đây với Thạch Thuần. Hạ Nhã đang gọi điện thoại báo cảnh sát, loại chuyện này đương nhiên vẫn để cảnh sát tới xử lý thì tốt hơn, mà lúc này Trần Long cũng đi tới trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thần Y, Cửu tiểu thư. Ninh tiểu thư, thật xin lỗi, không ngờ hôm nay sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy. Nếu không bây giờ ta chuẩn bị xe tiễn các vị trở về, lần sau ta sẽ đến nhà xin lỗi. Trần Long hiển nhiên cảm thấy bọn người Hạ Thiên không nên tiếp tục chờ ở đây. Tại sao phải trở về chứ? Thạch Thuần có chút buồn bực, anh rể, ta mới vừa tới đây không bao lâu, còn chưa kịp chơi gì đâu, đúng rồi. Ta và Tôn Vân tới đây tìm bạn, nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được người đó đâu. Vị tiểu thư này là, Trần Long vừa lên tiếng thì đã bị ngắt lời. Ta tên là Thạch Thuần, ta là em vợ của Hạ Thiên, cũng là vợ nhỏ tương lai của hắn, ta còn muốn ở đây chơi một hồi. Thạch Thuần nói đến đây lại nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, chân dài tỉ tỉ, chúng ta đi chơi đi. Ngươi ở cùng một chỗ với anh rể cũng sẽ rất nhàm chán, hắn chỉ biết đi mướn phòng với ngươi thôi. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Thạch Thuần, trong lòng nghĩ thầm, người này không hổ là em vợ của Hạ Thiên. Thực sự quá hiểu biết đối phương. Ai nha, anh rể, người đừng đánh ta nữa, ta đây là đang giúp ngươi đó. Bây giờ chân dài tỉ tỉ cũng không muốn đi mướn phòng với ngươi, chỉ bằng ngươi để ta và nàng ấy đi chơi đi, hai nữ nhân chúng ta có thể cùng nhau đi chơi, còn nếu ngươi quá nhàm chán thì có thể mướn phòng với cửu tỉ nha. Thạch Thuần nhìn Hạ Thiên rồi cười hì hì, ngực của cửu tỉ tương đối lớn. Thạch Thuần, ngươi có thể im miệng hay không? A Cửu có chút xấu hổ. Không thể. Ngươi đừng hòng đánh ta, anh rể sẽ giúp ta. Thạch Thuần cười hì hì, ta đẹp hơn ngươi, chị của ta cũng xinh đẹp hơn ngươi, hơn nữa chị của ta còn ngoan hơn tiểu thư nhà ngươi, ta còn ngoan hơn ngươi nha. Cửu nha đầu, Thuần Thuần nói không sai, mặc dù nàng ấy là một kẻ lừa gạt, nhưng vẫn ngoan hơn ngươi một tí. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta không phải là kẻ lừa đảo. Thạch Thuần âm thầm cắn răng, nhưng nàng vẫn không có nói ra, nàng không muốn bị anh rể để mắt sớm như vậy. Nàng còn muốn vui chơi thêm mấy năm nữa. Anh rể, ngươi để ta và Nhụy Nhụy tỷ đi chơi với nhau đi. Thạch Thuần ôm cánh tay của Hạ Thiên, bắt đầu làm nũng, ta sẽ không sàm sỡ nàng,
chúng ta chỉ đi chơi những trò mà con gái thích thôi. Tốt thôi, các ngươi đi chơi đi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng, dù sao Thạch Thuần cũng không có nói sai, tiểu muội chân dài sẽ không đi mướn phòng với hắn. Huống chi bây giờ hắn vẫn nhớ muội muội chân dài hơn, mặc dù chân của tiểu muội chân dài rất tốt, có thể sánh bằng với muội muội chân dài, nhưng những mặt khác thì vẫn kém một chút. Hạ Thiên đã nhớ xúc cảm trên chân của Ninh Nhụy Nhụy, cuối cùng cũng chịu buông nàng ra, mà Thạch Thuần lập tức lôi Ninh Nhụy Nhụy đi xa, "Nhụy Nhụy tỷ, chúng ta đi ra bên ngoài chơi đi." Thật ra Ninh Nhụy Nhụy cũng không quá muốn đi chơi với Thạch Thuần, dù sao thì nàng không quen biết Thạch Thuần, chỉ vừa mới gặp hôm nay thôi. Nhưng có thể tạm thời thoát khỏi tên lưu manh Hạ Thiên kia thì lại là chuyện tốt đối với nàng, cho nên nàng vẫn quyết định đi theo Thạch Thuần, đương nhiên, Tôn Vân đi cũng bị Thạch Thuần lôi đi. "Cửu nha đầu, chúng ta chuyển sang nơi khác chơi đi." Hạ Thiên lập tức chuyển đổi mục tiêu. Hắn nhìn chằm chằm A Cửu 2 giây, sau đó lại bổ sung một câu, "Cửu nha đầu, quần áo ta mua cho ngươi quả nhiên là đẹp hơn nhiều so với bộ ngươi mặc trước đó." A Cửu liếc xéo Hạ Thiên một cái rồi xoay người rời đi. "Ừm, tối nay Cửu nha đầu tương đối ngoan." Hạ Thiên đưa ra một kết luận, tiếp theo, hắn đuổi theo A Cửu. Thế là lầu 3 cũng chỉ còn lại Trần Long và Hạ Nhã. "Hình như vị Hạ thần y này có chút không giống người bình thường nha." Hạ Nhã nhỏ giọng nói. "Nhã Nhã, hắn không đơn giản chỉ là không giống người bình thường đâu." Trần Long khẽ gật đầu một cái. "A Long, chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của hắn?" Hạ Nhã có chút kinh ngạc. "Đợi chút nữa ta sẽ nói cho ngươi, tóm lại, có thể quen biết, hơn nữa duy trì quan hệ tốt với người đó là sự may mắn của chúng ta." Trần Long thấp giọng nói. Hạ Nhã gật đầu, như có suy nghĩ gì đó, nàng biết Trần Long chắc đã tìm người hỏi thăm việc của Hạ Thiên. Lúc này, Hạ Thiên và A Cửu đã đi ra biệt thự, lại nói đến, lầu 2 biệt thự xảy ra chuyện như vậy thế mà bên ngoài lại không một ai hay biết, nên giờ phút này trên bờ cát vẫn rất náo nhiệt, một đám nam nữ ở bên kia uống rượu khiêu vũ vô cùng vui vẻ. "Cửu nha đầu, ngươi biết khiêu vũ không?" Hạ Thiên nhìn A Cửu, "Nếu biết thì ngươi đi nhảy một bản cho ta xem đi." "Không biết," A Cửu tức giận trả lời, nàng thật đúng là không biết nhảy. "Cửu nha đầu, nha hoàn không biết khiêu vũ không phải là nha hoàn tốt nha." Hạ Thiên có chút buồn bực, Sương nha đầu và Phong nha đầu đều biết khiêu vũ, Sương nha đầu vốn dĩ cũng không biết, sau này học theo cô vợ tóc vàng, bây giờ nàng ấy nhảy rất đẹp. "Vậy thì ngươi đi tìm các nàng đi." A Cửu hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói có chút hương vị cười trên nỗi đau người khác. Bây giờ, tên khốn kiếp này không tìm thấy những nữ nhân kia, cho nên điên cuồng đi tìm vật thay thế, còn lâu nàng mới làm vật thay thế. "Cửu nha đầu, ta sẽ đi tìm các nàng, nhưng chờ tới khi ta tìm được các nàng thì rất có thể ta sẽ không thích ngươi nữa, cho nên bây giờ ngươi cần phải ngoan một chút." Hạ Thiên nói rất chân thành. "Ta không muốn ngươi thích." A Cửu lập tức chán nản, "Cái loại người gì vậy, cả ngày sàm sỡ nàng thì thôi đi, bây giờ lại còn nói những lời như thế." "Cửu nha đầu, ngươi nói gạt lòng mình như vậy là không đúng rồi, nếu ngươi nói không cần ta thích thì tại sao lại muốn bổ nhào vào trong ngực ta chứ?" Hạ Thiên cười hì hì, "Ta bổ nhào vào trong ngực ngươi bao giờ?" A Cửu còn chưa nói xong thì phát hiện cả người đã mất khống chế ngã nhào vào trong ngực Hạ Thiên, tiếp theo, còn bị hắn ôm chầm lấy. A Cửu âm thầm cắn răng, tên khốn kiếp này thực sự là không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn động tay động chân, còn nói là nàng chủ động. "Lưu manh đáng chết, ngươi nhàm chán quá rồi phải không?" A Cửu lười giãy giụa, bởi vì không có tác dụng gì, chỉ là nàng có chút nghĩ mãi không ra, tên khốn kiếp đó cũng là người có thân phận, hơn nữa đã hơn 30 tuổi rồi, làm thế nào vẫn luôn giống như một tên vô lại như vậy chứ? Hắn có thể trưởng thành một chút không hả? "Ừ, rất nhàm chán, cho nên cửu nha đầu, chúng ta nhảy một bản đi." Hạ Thiên cười hì hì nói, "Ta đã nói là ta không biết khiêu vũ rồi." A Cửu vừa nói xong, phát hiện cơ thể của mình đột nhiên rời khỏi Hạ Thiên, tiếp theo bắt đầu chuyển động theo âm nhạc. Nàng đương nhiên là không có nhảy một mình, Hạ Thiên nắm một tay của nàng, hai người cùng nhau nhảy một điệu tango. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 99.